Vâng, tin chào bác nhá, chào mừng các bác đã quay trở lại kênh nhá. Tiếp tục vào chương trình video thì hôm nay một số cái mã hàng mình em sẽ thanh lý xả kho đấy, bán nhanh giảm giá cho bác luôn để các bác cùng dễ mua và chốt đơn nhá. Thì các bác xem video thì đừng quên ủng hộ em, xin một nút like cũng như là một nút đăng ký kênh đó, xem sản phẩm và video mới nhất của em. Và khi mà các bác mua hàng bên em thì nhớ cho em là trên 200 là các bác sẽ được miễn phí ship rồi, ngoài ra thì giao hàng toàn quốc luôn, nhận hàng các bác được kiểm tra và thanh toán nhá. Đó thì em sẽ đi vào những cái mã hàng đầu tiên trong cái video ngày hôm nay. Đó thì một số các mặt hàng hiện tại hôm nay em sẽ quay giảm giá thanh lý, các bác cùng xem và chốt nhanh nhá. Đấy, mua hàng thì cứ trên 200 là các bác sẽ được miễn phí ship rồi, giao hàng toàn quốc luôn. Đó thì em sẽ đi vào những cái mặt hàng đầu tiên. Đó, liên hệ mua hàng trực tiếp với em theo hai cái số điện thoại nhà em đang để trực tiếp ở trên màn hình nhá. Các bác cứ nhìn trực tiếp ở trên màn hình thì em tư gọi theo hai cái số điện thoại ở trên màn hình để em tư vấn và chốt đơn hàng nhá. Rồi em vào luôn cái mặt hàng đầu tiên. Đó là cái túi đựng quần áo chăn màn này. Đấy, cái này thì giá bình dân thôi, 20.000 một cái nhá các bác nhá. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái túi đựng quần áo chăn màn. Đấy, ví dụ như là miền Bắc bắt đầu đang vào mùa nóng rồi. Đấy, những cái chăn cái màn dạng to, đấy, nhiều khi là các bác muốn cất đi nhưng mà cất đi thì các bác rất là ít chỗ mà để các bác nhét vào. Thì các bác mua cho em một cái túi này vào. Cái túi này của nó dung tích là 100 lít, rất to luôn. Kích thước của nó là 42 nhân với lại 43 nhân 40 nhá. Em báo giá luôn, bên em đang gửi bác một cái túi này với giá sẽ là 20.000 một túi nhá. Chỉ có 20.000 một cái thôi. Giá rất là bình dân. Về các bác đựng những cái quần áo dư các bác chưa mặc đến, các bác có thể đựng vào đây. Hoặc ví dụ như là chăn màn, những cái đồ to cồng kềnh thì các bác cứ nhét hết vào cái túi luôn cho em. Thì đây. Đấy, cái túi này nó rất là to luôn. Cái túi này nó rơi khoảng tầm 100 lít mà các bác. Đấy, 100 lít thì về là các bác mở nó ra. Mở nó ra này. Đấy, sau đó là các bác nhét chăn, nhét màn này. Đấy, những cái dạng chăn to, chăn 5 cân này các bác nhét đây cho em thoải mái luôn, túi to rộng lắm. Đấy thì các bác nhét vào đây. Nó là dạng vải không dệt nhá. Đấy, chống thấm tốt, các bác để những cái chỗ mà ẩm ướt cũng thoải mái luôn nhá. Rất ok luôn. Đấy, chắc chắn mà giá nó bình dân nó chỉ có 20.000 thôi. Đấy, khi mà đựng xong thì các bác lại khóa nó vào. Đấy, sau đó là các bác xếp nó lên. Đấy, xếp nó lên những cái chỗ các bác để cho nó gọn. Đấy, bình thường là những cái chăn to thứ là các bác vứt lồng còng để trong tủ, đứa lồng còng tích các bác mua cho cái túi này về. Đấy, các bác nhét nó vào thế là xong, rất ok. Đây này, rất là rộng rãi, ok luôn nhá. Đó, mà giá nó bình dân nó chỉ có 20.000 thôi. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái túi đựng quần áo nhá, túi đựng quần áo chăn mà. Đó, kích thước là 42 x 43 x 40, dung tích là 100 lít cơ, rất là to luôn. Đấy, với mức giá sẽ là 20.000 một cái thôi, 20.000 một cái túi đựng quần áo chăn màn nhá. Chỉ có 25.000 thôi mà có thể giúp cái tủ quần áo của nhà bạn gọn gàng hơn rất là nhiều. Từ khi mà nhà mình xài cái túi đựng quần áo này á, thì phải nói là mỗi khi tìm đồ đạc á, nó rất là dễ dàng. Được cái á, là cái túi đựng đồ này được làm bằng chất liệu vải không dệt, nên là mỗi khi mà mình cất đồ vào á, thì cái đồ của mình nó cũng không có bị bám bụi nhiều nha. Đặc biệt là những cái bộ chăn ga gối của nhà mình mà chưa sử dụng tới á, nó nhiều vô kể. Vì vậy cho nên những cái đồ mà mình chưa sử dụng tới thì mình sẽ cất gọn trong cái túi đựng đồ, rồi xếp gọn vào trong tủ. Mỗi khi về nhà mà mình thấy gọn gàng ngăn nắp, không gian sống nó không có bừa bộn thì cái sức khỏe tinh thần của mình cũng được nâng lên rất là cao các bạn à. Sản phẩm mình ghi ở bên dưới cho các bạn nha. Thùng đồ nghề của Kirito thì bên shop hàng tiếp tục về nhá. Đấy, bên shop hàng tiếp tục về này. Lên mã giúp cho em sẽ là cái thùng đồ nghề của Kirito nhá. Đấy, cái thùng đồ nghề của Kirito em báo giá luôn, cái hàng của Nhật nhá. Lên mã em cái thùng đồ nghề. Thùng đồ nghề này thì sẽ có giá là đi 430.000 một cái. Và bên em sẽ bao ship về các bác dùng để đựng đồ nghề, kìm, cà lê, mỏ, lết các thứ vào, rất ok luôn. Đấy, giá hiện tại bên em đang gửi bác giá rất dễ mua luôn, 430.000 một cái nhá. Kích thước của nó sẽ là chiều dài là 42 nhân với chiều rộng là 20 và chiều cao của nó là 20 nhá. 42 nhân 20 nhân 20. Giá hiện tại bên em đang bán là 430.000. Hàng thùng nghề 3 tầng nhá, rất là xịn luôn. Đây em sẽ mở hộp cho bác xem này, mục sở thị này. Hàng mới nguyên hộp như này luôn. Đấy, hàng của Nhật rất là xịn sò, ngon lành. Đấy, đóng gói rất kỹ luôn. Đấy, chiếc thùng đồ nghề quá xịn luôn, chắc chắn chất lượng. Đây các bạn cùng nhìn này. Đó, rất đẹp luôn nhá. Đây. Đấy thì hàng này thì đầu tiên là nó sẽ có là cái phần cái quai sách nhá, cái quai sách nên là rất là tiện, các bác sách mang đi mang lại rất ok. Thùng khá là nặng, nặng luôn, thùng nặng lắm, thùng vì cái tôn của nó dày mà, cái lá tôn nó dày, lá thép của nó dày nên là con này nó nặng chắc khoảng tầm hơn 4 kg, tầm 4 kg 4 kg rưỡi đấy, khá là nặng luôn đấy. Đấy thì đây đầu tiên nó sẽ có quai sách này, kích thước của nó tổng thể chiều dài này, chiều dài này của nó là đi 43 này, từ đây đến đây là 43 này. Đấy, chiều rộng là 20,
và chiều cao của nó là 20 nhá. Và con này là nó khi mà mở ra, khi mở ra thì nó sẽ là 3 tầng nha. Đó, rất đựng được rất nhiều đồ luôn. Đấy, ví dụ như cái ngăn dưới là ngăn to. Các bác đựng như đồ ví dụ như là máy khoan, máy khiếc các thứ này, những cái máy dụng cụ cầm tay, những cái máy to các bác để đây. Đấy, còn những cái ngăn trên, ngăn nhỏ này thì các bác chia ra để các bác ví dụ đựng cà lê này, mỏ lết này, ốc vít này, kìm kéo này. Đấy, đến khi mà mình có sửa chữa rồi mình làm nghề biết các thứ là các bác tìm nó rất là dễ, tìm rất là nhanh. Đấy, mình chia ngăn ra mình đựng rồi. Đấy, nên là khi mà mình tìm nó rất là nhanh, nó đỡ bị bừa bộn đồ nhá. Vừa đỡ bừa bộn đồ mà thứ hai là mình sắp xếp đồ nó khoa học, thì đến lúc mà mình tìm rồi mình làm nó, mình tìm cái đồ đấy đến lúc nó rất là nhanh ạ. Đó, rất là thông minh nhá. Thiết kế cực kỳ thông minh. Và lúc nào mà dùng xong rồi các bác lại gặp nó lại. Đấy, gặp nó lại thì rất là gọn gàng. Đấy, gặp lại nha. Đây, toàn bộ nó là những cái bản lề thép này, rất chắc chắn, đinh tán, ngon lành luôn nha các bác nhá. 3 tầng. Màu sơn chủ đạo là màu xám đi kèm với lại màu cam, thiết kế rất hài hòa nhá. Đây, dòng chữ Kirito dập nổi ở trên thân của thùng này. Đó. Và một cái rất là hay là ở đây nó cái phần nắp trên này của nó có một cái lỗ này. Đấy, có một cái lỗ này. Đấy, có nhìn cái lỗ chưa? Đây cái lỗ này. Đó cái lỗ này. Cái lỗ này để khi mà ví dụ các bác đi công trình công trường, còn mình ví dụ có những cái đồ giá trị đây, các bác muốn cẩn thận thì các bác mua cho mấy khóa nhỏ, các bác quặc vào đây khóa nó vào. Thế là xong. Kín đáo ngon lành luôn. Mình có vứt chẳng may ví dụ mình có vứt, mình có hoặc mình có bỏ quên ở công trình đến lúc mà đồ đạc các thứ là nó vẫn còn nhá. Đấy, nó đỡ bị thó trước các thứ là ok. Đấy, nói chung khá là chắc chắn luôn ạ. Em thấy chất lượng rất ok nhá. Mày cái này thì em bán khá nhiều rồi, các bác dùng khen lắm, các bác bảo là chắc chắn mà dùng ok. Với mức giá như này thì các bác không có gì phải chê về cái sản phẩm này rồi. Từ cái nước sơn các thứ này, các bác nhìn đến nước sơn này. Đấy, sơn nó toàn bộ là sơn tĩnh điện nhá, nên nó rất là đẹp. Đó, đây phần tay cầm này, toàn bộ là sơn tĩnh điện luôn, dày dẫn chắc chắn lắm. Nói chung là dày đẹp chắc chắn các bạn. Con này các bác dùng thì nồi đồng cú đá thôi, hàng của Kirito, yên tâm chất lượng lên. Đó, lên mã giúp cho em sẽ là thùng đồ nghề 430.000 một cây, bao ship tại nhà luôn, kích thước là 42 x 20 x 20 các nhá. Đó, khá là to, mở rộng ra 3 tầng, chứa làm được rất là nhiều ngăn, các bác đựng được rất là nhiều đồ luôn. 430.000, đựng theo kiểu đồ là khoa học thông minh nhá. Đến lúc mà mình có dễ kiếm những cái đồ các thứ mình cũng rất là dễ tìm, dễ sử dụng nhá. 430.000 một cái thùng đồ nghề của Nhật Kirito nhá. Tiếp theo thì bên em về tiếp tục cho bác cái mã hàng, đó là cái bóng đèn 8 cánh này. Lên mã giúp em sẽ là cái bóng đèn 8 cánh nhá. Đấy, con này thì công suất của nó vào là 200W nhá, và siêu sáng luôn. Đấy, và hiện tại thì cái ánh sáng mà em đang dùng để em quay cái sản phẩm cho các bác coi cũng là từ đèn 8 cánh nha em nha. Đây các bác nhìn này. Đấy, toàn bộ em đang dùng ánh sáng từ đèn 8 cánh, như các bác nhìn thấy cái hình ảnh này. Đây có những cái quả này, cái quả này em vỡ ngược vỡ xuôi này. Đây có nhìn này, vẫn dùng ngon lành luôn nhá, vẫn dùng ngon lành luôn, nó chắc chắn lắm mà bền cực kỳ luôn. Cái này là từ đợt em làm là có những cái quả tuổi thọ nó lên khoảng tầm 3 năm nay rồi. Có nhìn này, nó vỡ lòng sọc này, nhưng mà vẫn dùng rất ok nhá, vẫn dùng rất ok luôn. Nói chung là xịn lắm. Toàn bộ dàn em đang dùng toàn bộ là dàn 8 cánh hết nhá. Đấy, toàn bộ là dàn 8 cánh luôn. Đấy, nên là dùng rất ok. Đấy, cực kỳ xịn ngon lành luôn. Ánh sáng cho ra sáng và trong vắt quá nhá. Đây. Đó. 8 cánh luôn nhá. Xịn cực kỳ. Ánh sáng của nó sẽ ánh sáng màu trắng nhá, và khi mà mở ra thì nó là một chiếc cái đèn 8 cánh như này. Đấy, một chiếc đèn 8 cánh nha. Đấy, có nhìn cái bóng của cái đèn 8 cánh em đang xài này, có nhìn chưa? Đấy, cái bóng nó đang soi như này. Đây này. Đó này không? Đấy thì nó sẽ sáng là những cái cánh vùng quanh này sẽ có tổng là 8 cánh và một cái chóa tròn ở giữa, nên là cho ra cái ánh sáng, thứ nhất là ánh sáng rộng nhá. Đấy, sáng rộng của nhá. Các bác cần những cái ví dụ như là những cái môi trường rộng lớn. Đấy, ví dụ như những cái nhà cửa thứ rộng lớn, rồi là những cái khuôn viên, rồi là những cái chỗ nào các bác cần ánh sáng thật là sáng thì các bác mua cho em quả này về. Đấy, công suất của nó là lên đến là 200W luôn. Và ánh sáng của nó sẽ ánh sáng màu trắng nhá. Đuôi của nó là đuôi phổ thông, đuôi xoáy E27. Đấy, đuôi xoáy E27 nhá. Về các bác xoáy và những cái đuôi xoáy thì mình là xài thôi. Sử dụng nguồn điện là 220 nên là các bác yên tâm nhá. Đấy, đây. Khi mà nó xòe ra rất là to này, chắc chắn cầm quả bóng nặng trịch luôn. Dòng này sử dụng dòng chip LED siêu sáng nhá, và rất tiết kiệm điện luôn. Đấy, chip LED siêu sáng tiết kiệm điện. Và em báo giá luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là cái các bác lên mã giúp cho em sẽ là cái quả bóng đèn 8 cánh này, đèn 8 cánh. Công suất là đi 200W nhá. Giá của nó sẽ là 190.000 một quả thôi, chỉ có 190.000. Đấy, các bác nào cần những cái con bóng đèn thật sáng. Đấy. Thì mua cho em quả này, siêu sáng luôn. Đấy, không gian rộng, rồi là những chỗ nào các bác cần những cái ánh sáng để các bác làm việc rồi là sử dụng, mua cho em quả này về thắp thì siêu sáng luôn. Đó, 200W rất sáng luôn nha, mà rất là bền. Có những quả em dùng khoảng tầm
trên 3 năm từ đợt em bắt đầu làm rồi. Đấy, bắt đầu em mua những quả này về rồi. Đấy, từ đợt đấy em bán đến bây giờ luôn. Đó, vẫn còn cái hàng này vì nó rất là bền và bán vẫn rất là chạy nhá. Bán vẫn rất là chạy. Đó, 190.000 một quả nhá, 190.000, lên mã giúp cho em sẽ là bóng đèn 8 cánh nhá. Đấy các bác, nếu mà các bác muốn dùng thì mình có thể gập vào và điều chỉnh cái cánh này này. Nó có cái phần điều chỉnh nhá. Đấy, các bác có thể thoải mái điều chỉnh theo cái phần cái công năng sử dụng. Nếu mà các bác muốn xài nha, các bác điều chỉnh nhá. Còn không thì các bác cho xòe hết ra được. Xòe ra nhìn như kiểu một cái quạt trần, vừa làm đèn chiếu sáng vừa là một cái chiếc đèn để các bác trang trí nhá. Rất là gọn gàng, ok luôn, chất lượng. 190.000 một quả nhá. Bóng đèn 8 cánh nhá. Công suất 200W, sử dụng đuôi là đuôi E27 và điện 220, 190k, lên mã giúp cho em sẽ là đèn 8 cánh. Tiếp theo thì lên luôn mã thanh lý cho các cái bộ kệ máy giặt tủ lạnh này. Đấy, cái này thì hầu như gia đình nào cũng cần một cái rồi. 1 đến 2 cái luôn, nhà nào thường thường cũng có một cái tủ lạnh, một cái máy giặt rồi. Đấy, về các bác dùng để các bác kê lên. Đấy, các bác hay biết tại sao là máy giặt ở tủ lạnh cái thứ nó hay hỏng, có biết tại sao rồi. Mà đặc biệt luôn là miền Bắc, các bác để là thời tiết các thứ giờ nó rất là ẩm ướt. Đó, đặc biệt là cái mùa này đang mùa nồm này, ẩm ướt rồi là nó ra nước nô thứ rất là nhiều, mà các bác để tiếp xúc trực tiếp xuống dưới cái mặt sàn, mặt nền nhà mình là nó hay bốc lên, là nó rất là ẩm ướt, rồi là ví dụ như là nó gây mọt chân tủ lạnh máy giặt này. Thứ hai là nó gây những cái con iốt điện tử, thứ là mạch điện tử là nó hay bị lỗi. Đấy, nguyên nhân là do như thế. Thì các bác mua trong cái này về, đó là cái kệ máy giặt tủ lạnh nhá, thì về các bác kê nó cao lên để các bác mua cho mấy kệ này về. Thì cái kệ này khi mà các bác kéo dài ra tối đa thì nó lên đến được là 60 phân nhá, 60 phân. Đấy, và tối thiểu các bác thu vào được thì nó rơi được là 48 cm này, 480 mm đấy. Tức là nó tùy cái này nó tùy chỉnh được không nhá, tùy chỉnh được theo cái khuôn tủ lạnh của bác nhá. Đấy, hầu như là những cái tủ lạnh bây giờ, máy giặt bây giờ, cửa ngang cửa đứng các thứ rồi, tủ lạnh to tủ lạnh nhỏ hầu như là được hết luôn nhá. Thì về các bác đó thì về các bác kê lên nhá, về các bác kê lên cái này nó có tinh chỉnh được nhá, tinh chỉnh theo cái chiều dài chiều rộng của cái tủ lạnh máy giặt này bác nhá, nó điều chỉnh tự do được nên là có yên tâm nhá, về hầu như là vừa hết luôn. Đó thì em báo giá luôn nhá, cái này thì bữa trước bên em đang gửi bác giá là 120.000, em còn ít nữa em xả kho bán anh bác luôn. Đấy, và đặc biệt đang vào cái mùa này giá rất là tốt luôn này. Lên mã giúp cho em sẽ là cái kệ tủ lạnh máy giặt nhá, bữa trước đang bán là 120, hôm nay giảm luôn bác, giá chỉ còn có 80.000 một cái thôi, 80.000 cho các bác dễ mua luôn. Bình thường là các bác mua ít giờ một cái này thợ đến lắp khoảng tầm 250 cho đến 400. Đấy, bữa trước là em lắp là em không biết là cái đợt em lắp ấy là cũng lâu lâu rồi, là thợ nó phệt nhà em là 5 lít các bạn, 5 lít, nói chung là cũng hơi cũ nhưng mà thôi, cái đấy thợ lắp thì mình không làm gì được. Nhưng bây giờ mình bán mình mới thấy là giá nó rất là rẻ luôn các bạn, giá nó rất là rẻ mà hàng rất là chất lượng luôn. Đấy, hàng thì hàng của Việt Nam nhá, cơ khí điện tử AT này. Đấy, kệ máy giặt này, sản phẩm thanh inox đế nhựa này, chống rung lắc này, lắp cho máy giặt từ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 cân. Đấy, rồi là lắp cho tủ lạnh ok luôn. Thì đây em sẽ quay bác thực tế cái em đã lắp đặt sẵn đây. Đó, em đã lắp đặt sẵn nha, để bác cùng xem này. Đấy thì về thì các bác lắp đặt sẵn với nhà, hoặc là nếu mà nếu không thì các bác có thể đo cái tủ lạnh máy giặt này mình trước đi. Đấy, sau đó các bác lắp trước ở đây nhá, sau đó các bác kê nó vào. Đấy thì khi mà kê vào thì ở mỗi cái vị trí này là nó sẽ có những cái con ốc này. Đấy, để các bác tinh chỉnh nhá. Ví dụ các bác muốn cho nó ra thì bác kéo nó ra này. Đấy, các bác kéo nó ra. Còn nếu mà các bác muốn thu nó vào thì các bác thu nó vào. Sau đó là các bác siết cho con ốc này vào, thì khi mà siết vào này nó sẽ cố định nó chắc khư luôn. Đấy, các bác siết cho con ốc này vào. Bên này cũng thế luôn này. Đấy, toàn bộ là đều có những cái con ốc ở đây hết luôn. Đấy, để nó hỗ trợ siết cái phần thanh này với cái thanh inox này với lại cái trục chính này. Đấy thì đây, nó cái đế chân nó rất là cao luôn nhá. Đế chân này rơi đến khoảng tầm chiều cao lên khoảng tầm 10 cm, khá là cao đấy. Để về các bác sử dụng các bác kê nó vào. Đấy thì về các bác kê tủ lạnh này, máy giặt này rất ok. Chống ẩm ướt này, mối mọt chân của tủ lạnh máy giặt này, nói chung là rất ok, một cái sản phẩm mà đáng mua luôn. Các bác nên mua nhé, nên mua cho mọi gia đình, nên mua một cái nhà. Đấy, một hai cái về các bác để tủ lạnh máy giặt này rất ok. 80.000 một cái nhá, 80.000 một cái. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái con ấm siêu tốc của Hikari này. Đấy, cũng rất nhiều bác hỏi em cái mã ấm siêu tốc của Hikari này. Đây. Đấy, hàng bên em tiếp tục hàng về. Đấy, và đợt này cũng về cho bác cái lô này mức giá tốt nhất cho bác dễ mua luôn. Đó thì sản phẩm này thì không có gì bị chê về sản phẩm rồi, dùng siêu bền luôn. Cái này thì em cũng đang xài một cái khoảng tầm hơn 2 năm nay luôn. Đấy. Cái là khách nhà em gửi đi, nhưng mà khách gửi đi xong là khách không lấy, thế là gửi về bom hàng thì gửi về thì bị vỡ là em dùng từ đấy đến đến bây giờ tầm hơn 2 năm vẫn rất là bền, chắc chắn chất lượng lắm. Đó,
Sản phẩm này thì sẽ có công suất là 1500W nhá, và dung tích là 2.3L. Đấy, hàng của Hikari nhá, hàng của Nhật, nhưng mà hàng này thì đã chuyển lên điện 220 rồi, nên là các bác yên tâm nhá, xài cho em điện 220 thoải mái luôn. Đó. Em báo giá luôn nhá, bữa trước thì đang gửi bác là giá là 370.000, hôm nay em về lô mới bán nhanh xả kho bác luôn. Giá chỉ còn có là đi 300 bao nhiêu nhỉ? 320.000 thôi. Đấy, xả luôn bác luôn, bớt luôn bác 50.000 nhá. 320.000. Ưu đãi bao ship luôn. Bao ship cho dễ bán luôn này. Bao ship luôn nhá. Đấy, 320.000 một cái ấm siêu tốc của Hikari này, bao ship từ nhà. Công suất là 1500W nhá, và dung tích là 2.3L, sử dụng điện 220. Sản phẩm thì sẽ gồm có là một thân ấm này. Một thân ấm nhá, đây, một thân ấm đây. Hàng Hikari này, đây. Có chữ dòng chữ Made in Japan này, nhìn không? Đấy, có dòng chữ Made in Japan. Đó. Đây là phần thân ấm nhá. Thân ấm thì thiết kế thì rất chắc chắn luôn. Phần bên trong thì toàn bộ là inox 304 nhá. Đấy, dày rất là chắn. Bên ngoài thì có bọc một cái lớp nhựa để khi mà các bác sử dụng cách nhiệt chống nóng rất tốt này. Đó, và phần nắp này các bác thao tác là đẩy lên cái là tự động nó sẽ mở ra. Đấy, còn lúc nào các bác dùng thì các bác ấn xuống. Ấn mạnh em cái tạch cái là xong. Đó, đây. Phần miệng ấm này làm thiết kế theo dạng chống tràn, nắp cái phần nút bấm công tắc tiện lợi này, ngay gần tay này các bác sử dụng xài rất là tiện lợi luôn. Đó, các bác đặt xuống cái, bấm một cái thì xong, lúc nào sôi tự động là nảy các bác nhá, tự động nảy. Đây, phần chân đế ấm, chân khâu đồng chắc chắn xịn sò Hikari này. Sử dụng điện 220 này, công suất là 1500W này, dung tích 2.3L này. Đấy, có Hikari.jp này. Đây là phần đế ấm nhá, đây là phần đế ấm, toàn bộ là được bo inox vùng quanh. Đó, chân khâu đồng luôn nhá, các bác nhá, rất chắc chắn luôn. Dây nguồn này, dây nguồn to, phần phích cắm cũng rất là to luôn. Đấy, đi về các bác xài mình chỉ việc để đây thôi, đổ nước để đây, bấm công tắc cái cho em xong, lúc nào sôi cái tự động là nảy xong. Ok, dung tích 2.3L để các bác dùng gia đình đông người cho em thoải mái luôn. Nói chung là một cái con ấm này rất là bền, vì bên em bán cực kỳ nhiều rồi mà siêu bền luôn. Em cũng ra dùng thực tế, trải nghiệm thực tế con này rồi, dùng cách đây bữa trước là cái đợt em bán ấy là nó cái đây khoảng tầm hơn 2 năm, nó rơi khoảng tầm 450.000 một con. Đấy, đợt này hiện tại nó đang giảm giá rất là sâu luôn. Đấy, để các bác cùng dễ mua là 320.000 một con nhá. 320.000 một cái con ấm siêu tốc Hikari này, bao ship tận nhà luôn. Hàng Made in Japan nhá các bác nhá. Đấy, Made in Japan. Đó, rất xịn sò. Nói chung là cái sản phẩm này chắc chắn chất lượng mà phù hợp với lại giá cũng như là cái chất lượng của nó bền quá, nó bền. Đấy, quan trọng nó bền. Dùng ok. Sử dụng điện 220 cho em nhá, sử dụng điện 220. 320.000 nhá, 320.000, bao ship tận nhà, ấm siêu tốc của Hikari này. Tiếp theo thì em về luôn cho bác, đó là cái lô cây gãi lưng này. Lên mã giúp em sẽ là cái cây gãi lưng nhá, cây gãi lưng. Cái cây gãi lưng này thì các bác có thể để ngắn nha, còn nếu các bác muốn dùng thì các bác có thể kéo dài ra nhá. Đấy, kéo dài ra. Con này kéo dài khá là dài đấy. À, này. Khoảng tầm 40cm nhá, khoảng tầm 40cm, khá là dài. Các bác về dùng để mình gãi lưng này, gãi chân, gãi tay. Bình thường ví dụ nó vị trí khó, ví dụ như lưng liếc các thứ là các bác thò tay ra gãi rất là khó, thì các bác mua trong cái này về. Đấy, mình thò ra sau lưng mình gãi nhá. Đấy, thò ra sau lưng mình gãi này. Rất ok, nó gọi là cái cây gãi lưng. Đây có cả phần móc đeo này, thiết kế rất chắc chắn. Mà giá thì bình dân thôi. Giá này thì hiện tại em đang xả kho gọi là chiên kính biếu luôn các bác luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cây gãi lưng nhá, cây gãi lưng. Tại em đang gửi bác kia một cái cây gãi lưng này với giá sẽ là đi 10.000 một cây thôi nhá, 10.000 một cây thôi. Lên mã giúp em sẽ là cái cây gãi lưng này, giá chiên, giá bán nhanh các bác luôn nhá. 10.000 một cái cây gãi lưng này. Đấy, gọi là giá chiên thôi, giá không lợi nhuận nhá. Bán để các bác có đồ mua thêm vào để các bác dùng và trải nghiệm nhá. 10.000 một cái cây gãi lưng, có thể là kéo dài ra và thu ngắn lại. Đấy, các bác dùng để gãi lưng, gãi người, gãi ngọn rất ok luôn, chắc chắn. Nói chung là nhà có một cái cây này dùng rất hay, nhiều khi mình cần mình có cái mình gãi nhá. Cây gãi lưng 10.000 một cái. Nhiều những cái chỗ vị trí khó các bác không gãi được, các bác phải nhờ người gãi cho ấy. Đấy, các bác mua ok về, đấy, đỡ phải nhờ, mình tự tay mình gãi luôn. Mà tự tay mình gãi bao giờ cũng sướng hơn là nhờ người các bác. Đấy, mình có biết chỗ nào cái là mình gãi đúng chỗ ngứa ấy, là nó vẫn là chuẩn nhất quá nhá. Đấy, cây gãi lưng 10.000 một cái cây gãi lưng nha. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái dòng bơm 2T của Stanley này, hàng Made in Japan. Em báo giá luôn, hôm nay em cũng xả kho cái mã luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cây bơm 2T nhá. Đấy, bơm 2T. Bơm 2T này thì bữa trước đang bán bác là 280.000, hôm nay em về đây bác mức giá rất dễ mua luôn, 220.000 một cây. Bao ship cho bác tận nhà luôn, giá này gần như là giá tốt nhất thị trường rồi. Đấy, bơm 2T nhá. Bơm 2T 2 xi lanh 220.000 một cây. Đấy, sản phẩm này thì bơm mới nguyên hộp luôn. Đấy, bơm mới nguyên hộp. Gia đình nhà có xe đạp, xe máy các thứ là các bác nên sắm cho một con này, rất tiện dụng. Đấy, các bác bơm đỡ phải mang ra quán xá này, rồi đỡ phải đi mượn bơm. Về có cái là mình dùng xài luôn. Stanley Made in Japan nhá. Đấy, đây.
Đấy, phần 2T này, 2T nó khi các bác bơm trợ lực bơm rất khỏe, bơm rất nhanh luôn. Phần T bóng mượt này, rất chắc chắn luôn. À, toàn bộ khung của nó sẽ là khung thép nhá, sơn tĩnh diện, siêu chắc chắn luôn. Đây, đế chân các thứ ngon lành luôn này. Con này thì thao tác rất dễ, có cả phần đồng hồ đo áp suất nhá, phần dây bơm này. Dây bơm đầu bơm các bác cắm xe đạp, xe máy, ô tô bơm cho em thoải mái luôn. Đấy, con này bơm xe đạp, xe máy, ô tô thoải mái luôn nhá. Dây bơm thì chống gập chống quẫy này, các bác bóp cho em thoải mái này, các bác thả tay ra cái này lại về bình thường luôn. Đấy, thả tay ra cái lại về bình thường luôn. Dây bơm chống cọp chống gãy siêu bền nhá. Đây, thả tay cái lại về bình thường, rất ok. Con này thì nếu mà các bác đau tay thì mình có thể dùng chân mình dặn nhá, nhá. Đau tay thì mình có thể dùng chân mình dặn nha. Còn nếu mà trong trường hợp mà các bác đau chân thì các bác có thể lấy tay các bác dặn luôn. Nó hai chi và khi mà bơm trợ lực nó rất là nhẹ nhàng, tình cảm mà bơm cái lượng hơi vào nó rất là khỏe, bơm rất nhanh luôn. Đấy, bơm xe đạp, xe máy, ô tô. Hoặc là nhà các bác có hay có nhiều xe, các bác mua con về, bình thường các bác cứ phải ra quán ra xá các bác bơm. Đây các bác mua cho em luôn con này về, đỡ phải ra quán ra xá hoặc đỡ phải đi mượn. Về cái là bỏ ra em hơn 200 nghìn mà dùng nó yên tâm, có cái dùng luôn mà. Nhiều khi cần là có cái dùng luôn, thứ hai là đỡ phải đi mượn đi mõ hay là đỡ phải ra quán ra xá ra. Đấy, bỏ ra em 200 xài thoải mái luôn. Đấy, nồi đồng cua đá hàng Nhật thì yên tâm rồi. Đó, made in Japan nhá, tan lây. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cây bơm 2T nhá. À, 220 ngàn một cây, bao ship tại nhà luôn, 220 ngàn một cây nhá. À, tiếp theo thì lên luôn luôn cho bác, đó là cái lô kem đánh răng của Nhật này. Đấy, kem đánh răng của Nhật, kem muối nhá, nó là dòng kem muối. Kem này thì em bán khá là nhiều rồi. Và hôm nay em cũng xả kho luôn cái mã này luôn. Đấy, xả kho luôn cái mã luôn, cũng về lô mới xả kho. Tháng 3 ngày 8 xả kho cho bác dễ mua nhá. Lên mã cho em sẽ cái cây kem Nhật, nó là dạng kem đánh răng muối nhá. Giúp răng chắc khỏe hơn. Đấy, rồi là đặc biệt bác nào mà hay chảy máu chân răng này, viêm lợi, viêm níu này, các bác mua trong loại này về xài dùng rất thích luôn. Mà cái vị của nó là vị mặn mà nhá, vị mặn, vị mặn mặn the the của muối nhá, nên các bác đánh cực kỳ sạch luôn. Đấy, đánh cực kỳ sạch luôn, đánh rất thích luôn. Mà cái vị mặn của nó ấy, đôi khi các bác đánh là nhiều bác là có khi nghiện luôn, mà chính bản thân em là em xài cái này em cũng nghiện luôn. Đấy, đánh cảm giác sáng mà không có tí cái kem mặn mặn này đánh nghiện mà thấy thiếu thiếu ạ. Đấy, thấy thiếu thiếu, đánh rất thích nhá. Mà cảm giác đánh xong cái keo này xong là mồm nhẹ thứ nào, cảm giác là nhẹ mồm, sạch mồm luôn, dùng thích cực kỳ. Đấy, hàng của Santa nhá các bác nhá, Santa. Đấy, hàng kem đánh răng muối của Nhật nhá. Một típ này là 170g. Đấy thì nhiều bác hỏi em là hạn sử dụng là nó có được lâu không, thì nói luôn bác là hạn sử dụng là nó rơi vào khoảng tầm là 2026 nhá. Đấy, 2026 hạn sử dụng thoải mái để các bác xài luôn. Những cái hàng này thì bên em thường lấy cho bác là những cái hàng date mới nhá, hàng date mới luôn. Đấy, hàng date mới và hạn sử dụng còn được rất là lâu nên là các bác yên tâm nhá. Đó thì em báo giá luôn này, lên mã giúp cho em sẽ là cái cây kem răng Nhật nhá. Bữa trước thì cái sản phẩm này đang bán bác giá của nó là đi 90 ngàn, hôm nay em xả kho bác bán nhanh bác luôn, chỉ có 60 ngàn một típ thôi. 60 ngàn một cái típ kem răng Nhật 170g nha, nó là dạng kem răng muối nhá. Đấy, bác nào mà đau nhức răng, chảy máu chân răng, đấy, viêm lợi, rồi là mồm hôi các thứ rồi, đấy, sử dụng cho em, nó là chứa một cái hàm lượng muối nhất định nha, nên khi các bác đánh cực kỳ là sạch cái khoang miệng luôn, đánh rất thích luôn. Đấy, đánh nhẹ luôn nhá. Đó, 60.000 một típ nhá, 170g cũng xả thoải mái luôn, 170g khá là nhiều đấy. Đó, kem đánh răng của Nhật. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái lô thùng đạn của Mỹ này. Tiếp, em lên luôn cho bác đó cái lô thùng đạn của Mỹ nhá. Báo giá cũng xả kho các bác luôn. Bữa trước đang bán bác là 350.000, nay em về lô mới bán nhanh xả luôn. Giá chỉ còn có là đi 310.000 thôi. Đấy, 310.000. Lên mã giúp cho em sẽ là cái thùng đạn Mỹ nhá. Thùng đạn Mỹ này, thùng đạn Mỹ 310.000, em bao ship cho bác tận nhà luôn. Giá này gần như là giá tốt nhất rồi. Đấy, bữa trước đang bán là 350.000 đấy, đợt này đang giảm luôn đấy bác, còn có 310.000 một cái thôi. 310.000 một cái lại còn bao ship tận nhà luôn. Thùng thì cực kỳ dày, rất chắc chắn nhá. Đấy. Bữa trước là em bán là có một bác cũng mua, một bác bảo là tôi nhìn cái thùng đạn tôi lại nhớ là trước là đi chiến tranh là cái thùng đạn này nó rất là quý luôn. Đấy, đựng tài liệu này, khi mà dùng hết đạn rồi các bác các bác kiếm được để đựng tài liệu thứ đây, mà cái thùng này nó rất là kín luôn. Đấy, thùng rất là kín luôn, mà cái thùng này nó cũng ngon ạ, nó cũng ngon. Đây em mở bác luôn là nó cũng rất kín nhá. Ở đây trong này nó có một lớp gioăng cao su này. Đấy, có nhìn thấy lớp gioăng cao su này, nên khi mà các bác đậy vào nó cực kỳ kín luôn. Đây phần lòng trong nó này, đi về các bác đựng đồ này, đựng đồ đạc này, những cái đồ thiết bị nhà mình này, sử dụng rất ok. Và cái con này cái nguyên lý đóng nắp nó rất hay là các bác ấn nó xuống này, sau đó các bác gạt vào đây, nó là dạng kiểu dạng ấn đấy, ấn đúng không nhá. Đấy, các bác ấn cho em, ấn mạnh nhau này,
Đấy, ấn mạnh không nhá, phải ấn mạnh nhá. Các bác ấn nhẹ nhẹ tay không được đâu, phải ấn thật mạnh vào thì nó mới khớp vào được. Và khi mà nó đã gồng vào rồi thì cái phần rong cao su nó rất là kín luôn. Các bác có thể vứt xuống nước mà nó không ngấm nước luôn. Đấy, nó rất kín nhá. Và cái lá thép của nó sử dụng cái đây là các bác nhìn này, cái lá thép của nó này. Nó làm ra cái thùng đạn này nó siêu dày luôn. Nó nhỏ nhỏ này thôi nhưng mà bữa trước em cân là hơn 3 cân đấy các bạn, hơn 3 cân một cái thùng đạn như này đấy. Đấy đây. À, cát tông này. Đấy. 7.62 mm này. Đấy, USA nhá, thùng đạn của Mỹ các bác nhá, thùng đạn của Mỹ, hàng này của Mỹ. Em sẽ đo cho bác về kích thước này. Chiều dài của nó là 30 này, chiều rộng của nó là 15 nhá, 30 x 15. Chiều cao là đi 18 các nhá, chiều cao là 18, nói chung là cũng khá là to đấy. Khá là to đấy các bác nhá. Ở đây có phần tay sách nhá, sách mani mang lại rất ok. Các bác mua về đựng đồ nghề các thứ rồi. Nói chung em bán khá nhiều rồi mà các bác chưa bác nào chê với thùng đạn này. Nhiều bác bảo là rất dày, dặn chắc chắn luôn mà siêu bền. Cái này thì các bác cứ vất vả vật cho em thoải mái, siêu nổ đồng của đá. Những cái hàng của quân nhu, hàng của quân đội này thì nó gọi là siêu bền rồi, gọi siêu bền rồi, không gì chê cả. À, thùng đạn Mỹ nhá. 310.000 một cái, bao ship tận nhà luôn. Hàng của USA rất là sò chất lượng nha. Đó, màu quân đội màu xanh rất đẹp luôn, chắc chắn chất lượng. Tiếp theo em lên luôn cho bác đó là cái cây bút điện đa năng này. Cái này em bán khá là nhiều rồi. Đấy, và khi mà các bác mua cái bút điện này bên em thì sẽ có kèm thêm cho bác là một cái lốc pin dự phòng luôn, rất là ok. Đấy, hàng mới nguyên vỉ nha. Em báo giá luôn nhá. 20.000 một cái cây bút điện nha. 20.000 một cái cây bút điện nha, lên mã nha, cái cây bút điện đa năng nhá. Bút điện đa năng này. 20.000 một cây. Đấy, chỉ có 20.000 thôi, giá siêu bình dân hạt rẻ luôn. Đó. Cái này em bán khá nhiều, các bác lấy phát 4 5 cây luôn về xài. Mà cái ánh sáng nó rất là sáng này, các nhìn này. Đấy, nó rất là sáng. Đây em đang để rồi mà rất nhiều ánh sáng nha, các nhìn này. Đấy, nó sáng kinh khủng luôn. Đó, sáng rất sáng nhá. Về các bác đo thông mạch, đo dây đứt ngầm các thứ, đo rất tiện dụng luôn. Và đi kèm cho bác là cả một cái lốc pin dự phòng trong này nữa. Đó, rất ok. Mà chỉ có 20.000 thôi nhá. 20.000 một cái cây bút điện đa năng nha. Đây em sẽ cho các bác xem video thực tế về cái sản phẩm này, những cái công năng sử dụng của cái con bút điện này nhá. Rất nhiều chức năng luôn, rất hay. Giá nó bình dân, nó chỉ có 20.000 thôi. Đây, các bác cùng coi thực tế về sản phẩm này. Đó. Hôm nay em đặt cái bút này ra xem là bên trong nó có gì các bác nhá. Thì xem là đấy, cái vỏ nhựa của nó thì cũng khá là dày này, bên trong có pin này. Đấy, và một cái mạch nó rất là nhỏ như thế này thôi mà nó có rất là nhiều chức năng nhá. Chức năng đo thông mạch rất là tiện ích nhá. Ví dụ đây nồi cơm nhà bác, các bác muốn kiểm tra xem nó có bị đứt hay không thì một đầu dây bác chở vào đây và đầu còn lại các bác chở vào đây. Nếu mà đèn sáng xanh thì dây nồi cơm nhà mình vẫn ok nhá. Chức năng dò dây điện bị đứt ngầm cũng rất là tiện ích nhá. Nếu mà đèn sáng xanh thì là có điện đấy, chỗ này đèn không sáng nữa thì chỗ này đã bị đứt ngầm rồi. Chức năng cảm ứng từ trường để ở ngoài dây lửa đèn sẽ sáng màu xanh và để ở ngoài dây mát đèn sẽ không sáng. Nếu chọc vào ổ điện dây lửa đèn sẽ sáng xanh đỏ, còn dây mát đèn chỉ sáng màu xanh. Một chiếc bút tiện dụng như thế này mà chỉ bằng một cốc trà sữa. Đó, thực tế về sản phẩm nhé, các bác nhé, rất ok luôn. Đấy, nó chỉ có 20.000 một cái cây bút điện đa năng thôi, 20.000 một cây, rất nhiều chức năng nhé. Đo thông mạch, đo dây đứt rồi do dây nóng dây lạnh, ok luôn. 20.000 một cây bút điện đa năng nhé. Bát sen massage thì hiện tại mấy em hàng vừa về xong nhá. Đấy, cực kỳ nhớ bác hỏi thì đây. Về tiếp tục cái mã hàng đó là cái bát sen massage. Đấy, một bộ này thì hiện tại mấy em đang có giá là 70.000 thôi, giá gần như là giá tốt nhất thị trường luôn. Lên mã mấy em sẽ là cái bát sen massage. Đấy, bát sen massage nhá, giá của nó sẽ là 70k nhá. 70k một cái bộ mát xe massage này. Bộ này bao gồm là cả bát cả dây luôn nhé. Về là các bác lắp đầu là xài thôi. 70k, cầm cho cái giá đỡ xem cái. Thì đây, một bộ là bao gồm là một cái bát như này, một cái bát này, đấy, một cái bát. Và một cái đoạn dây, dây của nó sẽ là dây inox nhé. Dây inox, dây chống cặp chống rối. Đấy thì về các bác lắp đặt vào là xài thôi. Đây, dây nó đây. Đấy, dây có rong rất đầy đủ, bác về xài luôn. Đấy và đây là bát sen nhá. Nó có phần đầu massage này. Đấy, cái đầu massage này rất là hay, là ví dụ mỗi lần các bác tắm rửa ấy, thì mình có thể dùng cái đầu này, các bác kỳ cọ này, các bác trà, các bác massage này, vừa cắt massage nhá, vừa có tác dụng massage thư giãn, vừa có tác dụng là kỳ ghét kỳ cọ. Đấy, kỳ ghét kỳ cọ trên người, ngậm tay chân, rất là êm, rất là thích luôn. Đấy. Và cái con này rất là hay là cái phần công tắc nó được tích hợp ở luôn trên cái phần tay cầm. Đấy, rất hay, cái phần công tắc tích hợp luôn ở trên phần tay cầm nhá. Để khi mà các bác xài là các bác có thể chủ động là các bác bật tắt ở trên cái phần tay cầm này luôn, không cần phải các bác phải không cần phải tắt ở đầu nguồn đó nhá, bật tắt ở trên cái phần tay cầm luôn, rất là hay. Đó. Và cái con này nó có thể chỉnh được rất nhiều chế độ sen khác nhau này. Đây này. Thì các bác xoay cho em cái phần vòng cho. Đấy, nó có chính chế độ 1 này, 2 này, 2 này, 3 này, nó có 3 chế độ sen khác nhau nhá. 3 chế độ sen khác nhau để các bác xoay cho em cái vòng này. Đấy, 1 này, 2 này, 3 này. Đấy, 3 chế độ sen khác nhau. Như ở tia ra này, tia ra này và tia ra. Đấy, nó rất nhiều những cái tia ra khác nhau nhá.
và dây đi kèm. Là một bộ này là bao gồm là cả dây cả bát sen này là 70.000. Đấy, nó có cái đầu massage rất hay là 70k nhá. Lên mã anh em xem cái bát sen massage là 70.000 một bộ nhá. Còn nếu mà nhà các bác nào mà không có giá đỡ ấy, thì các bác có thể mua kèm cho em cái giá đỡ này. Thì cái giá đỡ sen này thì hiện tại em đang bán một cái giá đỡ sen này với giá là 30.000 nhá, 30.000. Đấy thì các bác có thể mua kèm thêm, còn hàng bên này là không có giá đỡ đâu. Nó chỉ có nguyên sen với dây không thôi. Còn nếu các bác muốn mua kèm thêm giá đỡ thì bên em đang bán một cái giá đỡ dán như này với giá là 30k nhá, 30k. Thì các bác lên mã giúp em sẽ là giá đỡ sen. Đấy, giá đỡ sen. Giá đỡ bát sen này, giá đỡ bát sen này thì đang có giá là 30k các nhá. 30k một chiếc giá đỡ bát sen này. Cái hay của cái sản phẩm giá đỡ này là các bác không cần phải khoan đục lỗ các nhá. Về nhà mình có tường, cái tường gạch men, tường đá hoa ấy, là các bác bóc nhầm cái lớp ra. Đấy, dính trực tiếp cái này lên trên cái phần mặt đấy là xong, không cần phải khoan đục lỗ gì. Đấy, sau đó các bác đeo cho em cái phần sen của nó vào. Đấy, con này có thể chỉnh được cỡ này. Đấy, có thể chỉnh được cái cỡ của nó, chỉnh được cỡ luôn nhá. Đấy, có thể chỉnh được cỡ luôn, rất hay. Đấy, ok luôn, chắc chắn. Cái này nhà em cũng đã xài, em đang dán rồi, dán trong khoảng tầm 3 năm nay rồi, không có bong biết luôn, cực kỳ dính, cực kỳ chắc luôn nhá, dính cực kỳ chắc luôn. Đó, về các bác vệ sinh, lau sạch cái chỗ dán đi, sau đó các bác dán này vào, sau đó là các bác đèo này vào. Đấy, cái này thì bên em đang bán thêm thôi. Còn nếu các bác nhu cầu nhà có giá đỡ rồi thì mình chỉ mua nguyên bộ này thôi cũng được. Còn nếu mà nhà chưa có giá đỡ thì các bác mua thêm cái giá đỡ này, thì giá đỡ bát sen này thì bên em đang bán là 30k. Đấy, 30k một chiếc giá đỡ bát sen. Còn bán nguyên bát sen không thì là 70.000 nhá. 70.000 là bao gồm là một bát và một dây. Đấy, là một bộ này là 70k này. Đấy, một bộ như thế là 70k. Giá rất là tốt luôn, dễ mua. Đấy, một chiếc bát sen rất là hay. Đấy, các bác nhìn, cùng nhìn về tổng quan về sản phẩm khi mà test thực tế này. Đấy, nước ra rất ok nhá. Đấy, con này nó có các chế độ nước khác nhau nhá. Đấy, cực kỳ hay luôn. Đấy, chế độ phun xương, chế độ phun tia. Đấy, thấy không? Chế độ phun tia này, phun tia, phun xương, rồi là massage, đầy đủ đồ luôn. Đấy, các bác nhìn này, rất nhiều chế độ khác nhau nhá. Đấy, cực kỳ là hay, rất hợp lý luôn. Đấy, vừa tắm vừa massage kỳ cọ này, ngon này luôn này. Đấy, giá là bình dân mà rất là nhiều chức năng khác nhau, chỉ có 70.000 thôi. Một cái bộ này nó giá nó quá rẻ luôn. Đấy, chắc chắn đẹp đĩa ngon này, 70k nhá. Đấy. À, có cả cái công tắc tích hợp luôn ở cái phần tay sen này, rất là tiện, các bác không cần phải đóng nguồn. Đấy, có tích hợp sẵn đi luôn, về lắp dây và xài thôi không nhá. Còn nếu mà các bác muốn mua thêm bát thì em đang bán một cái giá đỡ này, thì đang bán một cái giá đỡ là 30.000, các bác có thể mua thêm. Em về một cái mã, được một cái mã lô ghế inox này rất là hay. Đấy, em nghĩ chắc là nhà bác các bác hay dùng những cái ghế này này. Nó là cái dạng ghế thấp nhá, nó là cái dạng ghế thấp. Con này thì cái chiều cao của nó thấp, nó rơi khoảng tầm là 14 cm thôi, 14-15 cm thôi. Nó thấp, ví dụ như các bác hay ngồi để mình làm những cái việc công việc ở dưới đất ấy. Đấy, ví dụ như là mình, hoặc là mình ngồi ăn cơm này, rồi là ngồi chém gió nói chuyện ở nhà mình ấy. Đấy, hàng xóm láng giềng sang hay ngồi đấy các nhá, ngồi rất là đầm ấm luôn, rất là hay. Đấy, thì con này chất liệu của nó là inox nhá, inox 100% luôn. Đấy, phần mặt này inox này, phần đế chân inox này, và bốn chân nha các nhá. Hàng của nó trên hàng bốn chân và đều được bo một lớp cao su chống trơn trượt này. Đấy, rất ok luôn. Dòng này thì em nghĩ chắc là nhà nào cũng nên sắm vài ba cái nhà mình dùng nhá. Đấy, sử dụng ở nhà nó rất là bền quá. Đấy, rất là bền. Hoặc là các bác nào ví dụ như là đi làm cỗ hay ngồi cái này này. Đấy, nhà có đám xá cỗ bàn giờ Tết nhất hay ngồi này. Hoặc là ví dụ về mình ngồi nấu cơm nấu nước, đấy, làm cơm làm nước, nhặt rau nhặt cỏ giờ hay ngồi cái ghế này rất hay luôn. Đấy, nó thấp các nhá, nó thấp, nhưng mà cái hay của sản phẩm này nó là chất liệu bằng inox. Đấy, và cái khung này của nó này, cái khung này của nó cũng bằng khung inox luôn. Nó rất là chắc chắn, rất là chắc chắn. Đấy, thì bên em đang bán cho bác một chiếc ghế inox. Nó là dạng thấp nhá. Đấy, nó là dạng thấp thôi. Nó giá nó chỉ có 50.000 nhá, chỉ có 50.000 cho một cái chiếc ghế nha. Đấy, về cái lô ghế này hàng rất là đẹp luôn. Đấy, chắc chắn. Đây này, cho các bác coi cái ghế nhựa này. Cho các bác coi cái ghế nhựa này em đang xài này. Các bác nhìn này, ngồi là đít nó bục hết ra luôn. Chỉ một thời gian sau là đít nó bục hết ra. Đấy là các bác nguyên do sao không? Là cái phần chống này là nó không có. Nhưng mà đây này, nó ở đây là cái phần chống này nó có này. Ở cái xương giữa là nó có luôn. Đây là cái xương giữa nó sẽ trụ vào luôn. Đây là khi mà các bác ngồi nó rất là khỏe, nó không bị lõm. Đấy, nó không bị lõm, nó không bị vỡ nhá. Riêng cái dòng inox này các bác ngồi thì nói chung là siêu bền rồi. Đấy, không có gì vì địch được cái thằng inox này, nó quá bền luôn. Đấy, mà giá nó bình dân nó chỉ có 50.000 thôi. Ngồi rất là to nhá. Đây, cái phần đường kính ghế nó rất là to. Cái này bác nào đít to, mông to ngồi thoải mái cho em luôn. Đường kính của con này nó rơi vào là 25 không nhá, 25 đây bình thường. Như con này nó có 20 này, đây con này có 20 này. Đấy, con này anh em cũng mua này, nhưng mà em mua em thấy bực quá vì nó hay bị vỡ đít này. Nên là
Em thấy cái đội này người ta bán cái ghế này là giá nó tốt quá nên là em mua luôn, ít về em bán luôn bác. Đấy bác nào ưng thì có thể là xúc luôn. Đấy đi. Bình thường em mua những cái ghế như này nó rơi khoảng tầm 30-40 nghìn rồi, mà đây em bán cho bác là một cái ghế inox này là chỉ có 50 nghìn thôi. Thì các bác thêm vào 10 nghìn nữa cho em mua ngay cho em cái con inox này. Ghế inox này nó rất là bền. Đấy, quan trọng là nó bền mà nó chắc chắn. Đấy, quan trọng là bền nó chắc chắn. Mà cái phần đế của nó to nhá, đế của nó là đế 25 nhá, đế 25 luôn. Đấy, đế 25. Đấy. Ghế thấp nhá. Đấy, ghế inox thấp nhá. Cứ lên mã cho em xem cái ghế inox thấp nhá. Giá bên em đang bán cái ghế inox thấp này chỉ có 50 ngàn thôi. Giá quá là bình dân, hạt rẻ luôn. Về các bác xài, các bác sử dụng thì nói chung là nồi đồng cối đá dã chiến, vứt vạ vật thoải mái luôn. Đấy, không lo gì sét này, không lo cong vênh này, không lo bị vỡ đít như cái ghế em vừa qua em nhá. Đấy. 50k nhá, 50k. Lên mã thì em sẽ là cái ghế inox thấp nhá, 50.000 một chiếc thôi. Đấy, cái này thì số lượng của hàng nó không nhiều đâu. Vì hàng này của nó là hàng bên xưởng là người ta tự làm thôi. Đấy, người ta tự làm nên là cứ làm đâu thì bán ở đấy thôi. Nó không có nhiều đâu ạ, không có nhiều đâu. 50k cho một chiếc ghế inox thấp này các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái kệ xe đẩy 4 tầng này. Đấy, em báo giá luôn vì em đang bán một cái kệ xe đẩy 4 tầng này với giá sẽ là 80.000. Đấy, thì cái bộ kệ xe đẩy 4 tầng này sẽ gồm có là 4 cái kệ em nhá, 4 cái kệ. Nó 4 cái đúng rồi, 4 cái kệ và bao gồm thì xếp khi mà các bác lắp ghép vào thì là 4 tầng. Thì khi mà hàng bên em gửi đi nó sẽ tháo rời ra đóng hộp, còn về các bác lắp đặt vào. Cái này lắp đặt nó rất là dễ thôi. Đấy, và cái con này nó hay này. Nó có cái bánh xe này, các bác có thể đẩy đi đẩy lại rất là tiện. Đấy, thì về các bác đây. Tổng quan khi mà em lắp vào thì về ví dụ các bác đựng những cái đồ lặt vặt linh tinh vào rất là hay. Đấy, nó ngăn nắp, nó có ngăn nhất các thứ rồi. Các bác dễ dàng lấy rồi là mình sử dụng đựng đồ đạc rất là hay. Thì đây em sẽ đo cho bác về phần kích thước nhá. Chiều dài của nó là đi 39-40 này. Đấy, chiều dài 40 này. Chiều rộng của nó là vào 20 này. Chiều cao của nó rơi vào là đi 65 cm nhá, 65 cm. Đấy, khi mà các bác lắp được 4 tầng mà nó rơi vào tầm 65 thôi nhá, 65. 40 nhân với lại 20 nhân với 65 thôi nhá. Đấy, nó sẽ 4 tầng nhá, 4 tầng nha. Đấy, chất liệu của nó thì cái phần này thì của nó là giá nhựa nhá. Những cái khay này là khay nhựa. Đấy, khay nhựa. Và cái phần khung thì của nó sẽ là phần khung inox nhá. Cục khung inox này. Đấy, và bao gồm cho bác là cả bánh xe luôn. Đấy, nó có cả bánh xe để mình có thể đun đi đun lại rất là hay. Đấy, đây. Còn đây là cái khung inox của nó. Đấy, bánh xe các nhá, bánh xe, 4 bánh xe. Đấy, mình đun đi đun lại các thứ giờ. Rất ok luôn. Nói chung là khá là đẹp đấy. Các bác mua về sử dụng mà mình để đồ này đạc đây em để ngang các bác coi này. Đấy, về các bác để đồ này đạc này rất hay. Đấy. Cái khay nó cái phần chiều cao cũng khá là sâu, các bác đựng khá là nhiều đồ luôn. Đó. 40 nhá, khay của nó 40 x 20, khay khá là to. Đấy. Thì nó sẽ gồm có là 4 tầng. 4 tầng này, 1 2 3 4, 4 tầng nhá. Có kèm bánh xe, khung là khung inox khá chắc chắn luôn. Đấy, về các bác lắp ghép vào là xài thôi. Giá nó chỉ có 80.000, giá nó quá hạt rẻ bình dân luôn. Hàng là hàng Việt Nam chất lượng cao nhá. Đồ gia dụng cao cấp hàng của Việt Nam. Đấy, rất ok luôn. 80k một cái bộ lên mã em sẽ là cái kệ 4 tầng nhá. Cứ lên mã cho em sẽ là cái kệ xe đẩy 4 tầng. Đấy thì đang có giá là đi 80k nhá. 80k cho một cái kệ xe đẩy 4 tầng như này thôi. Chỉ có 80.000, giá quá hạt rẻ luôn. Cực kỳ đẹp, chắc chắn ạ. Đây đây. Các bạn nhìn này, rất đẹp luôn. Thì em cái này em vừa lắp về là em vừa lắp xong em chắc là cái này em để nhà em xài luôn vì thấy nó chắc chắn ok quá. Đó. 80k nhá, 80k một cái kệ xe đẩy 4 tầng nha. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác cái bịch, đó là cái bịch khăn ướt lau bếp này. Đấy, một bịch này là bao nhiêu? 80 tờ. Đấy, một bịch là 80 tờ về chuyên để các bác lau bếp nhá. Đấy, con này lau bếp rất sạch luôn, em đã test dùng một hai gói em thấy rất ok. Cái này nó có mùi hương cam rất là thơm luôn. Đấy, thì một gói khăn lau bếp như này. Đấy, khăn ướt lau bếp như này với giá sẽ chỉ có 30.000 thôi. Đấy, 30.000 nhá. Nó là cái dạng khăn ướt lau bếp. Thì trong chiếc khăn này nó đã tẩm những cái phần chất tẩy rửa các thứ là trong hết rồi. Đây này, đây này, em lấy bác một tờ nó khá là to nhá, một tờ khá là to. Đây này, đấy, nó đã tẩm những cái chất tẩy rửa ấy rồi và nó có mùi là cái mùi cam, mùi rất là thơm luôn. Đấy thì các bác chỉ việc dùng cái này các bác lau. Đấy, lau. Đấy, thì khi mà lau nó sẽ ra bọt nhá, sẽ ra bọt. Các bác lau những cái thành phần mỡ mỏng thứ ở trên bàn bếp ga đấy, bàn bếp nhà mình. Đấy, máy hút mùi hút bụi ra. Các bác lau rất là sạch luôn. Đấy, lau cực kỳ sạch nhá. Cái này em đã test rồi, em lau đi rất ok này, các bạn nhìn này, nó có những cái bọt này. Đấy, nó có bọt rất là nhiều bọt luôn nhá. Đấy, các bác lau rất là sạch luôn. Một cái gói này nó chỉ có 30.000 thôi. Đấy, gói, đây cái gói anh em đang dùng đây. Đấy, gói anh em đang dùng đây. Một gói này là 30.000 thì các bác cứ dùng ở đâu các bác rút ra đây thôi nhá. Dùng đâu rút ra đấy. Mà lên mã anh em sẽ cái túi khăn ướt thôi nhá. Túi khăn ướt lau bếp nhá. Khăn ướt lau bếp giá đang gửi bác là 30.000 cho một cái bịch khăn ướt lau bếp nha. 80 tờ, khá là to các bác cầm nặng trịch luôn.
to lắm đấy, cầm nặng ok luôn nhá. 30k thôi, các bác mua cho em một vài bịch về mình dùng dán tết luôn, quá ok luôn. Đấy, khăn ướt lau bếp nhá, 80k. Đấy, nó là dạng khăn nó ướt ướt và nó có tẩm những cái chất tẩy rửa trong này hết rồi. Đấy, về các bác chỉ việc xài. Đây, đấy, mùi cam rất thơm luôn. 30k nhá, 30k. Lên mã giúp cho em sẽ là khăn ướt lau bếp nhá. Đấy, thì về các bác mở cho em, bóc cho em cái phần open ra, rút ra. Mình cứ dùng đâu là mình rút ra để xài thôi nhá. Một bịch là 30k, giá rất bình dân hạt rẻ thôi. Chị em nội trợ nào cũng nên có một gói này trong bếp. Đây là bịch khăn ướt lau bếp đa năng, một bịch to như này sẽ có 80 miếng. Chất liệu vừa dai vừa chắc chắn nên khi lau sẽ không lo bị rách. Trong miếng khăn ướt này đã pha sẵn chất tẩy rửa rồi, nên khi nấu nướng xong có thể rút khăn ra và sử dụng luôn. Với một chiếc khăn này sẽ dễ dàng lau sạch vết dầu mỡ trên bếp ga, bếp từ, bụi bẩn bám trên bề mặt của lò vi sóng, tủ lạnh, máy hút mùi hay đồ gia dụng khác. Với chiếc xuất hương tranh thơm mát, an toàn cho da tay, khử mùi dầu mỡ nhanh chóng, hiệu quả, dùng một lần nhà bếp đầy mùi hương. Tiếp theo thì hôm nay bên shop có về thêm cho bác đó là cái túi rác cuộn này. Đấy, nhiều bác hỏi cái mã hàng túi rác cuộn này lắm này, để về các bác đựng rác nhá. Thì đây, lên luôn cho bác một cái bịch túi rác cuộn. Đó thì một túi này là 40k một túi, và một cái cuộn như này thì sẽ được là 100 túi nhá các bác nhá. Một cái cuộn này là 100 túi đây. Đây, cho bác cho bác một túi đây này. Bác cho bác còn một túi nhá. Thì đây, một cái cuộn này là 100 túi. Đó, thì cái này thì rất là dễ dùng thôi, dễ dùng thôi. Thì các bác cứ lần xem. Lần đến cái đoạn mà nó có cái đầu nối nhá. Đây này, nó có cái phần nối này, các bác nhìn này. Nó có cái phần nối này. Đấy thì các bác bắt đầu là các bác tách nó ra. Tách ra nhá, các bác tách ra. Đấy, các bác xé ra này. Đấy, xé ra nhá. Xé ra theo cái đường mà nó đã kẻ sẵn này này. Đấy, nó có cái đường kẻ sẵn, các bác tách nó ra. Đó, nói chung là các bác cứ cầm và các bác tách nó ra nhá. Tách nó ra sẽ thành được một chiếc túi để các bác đựng rác vào đây, rất hay luôn. Đấy. Túi thì cực kỳ to, túi to lắm. Túi này của nó là vào là 45x50 nhá. Kích thước là 45x50. Đấy, để các bác lồng vào những cái phần bì rác nhà mình nhá, bì rác nhà mình để các bác đựng. Đấy, đựng rác, đựng rác các thứ ok luôn nhá. Ok luôn đây. Đây để em lần đến cái miệng nó này. Đây để em lần đến cái miệng nó. Đây, đấy cái miệng nó đây. Túi rất là to luôn các bác nhá. Túi rất là to luôn. Đó. Đây. Túi cực kỳ to nhá. Túi của nó là túi 45x50, túi to dã man luôn. Đựng vừa cả một cái thùng luôn kìa. Đựng nhiều rác lắm, cái túi đựng nhiều rác mà nó rất là dai, cực kỳ dai luôn nhá. Dai các bác giật cho em thoải mái luôn, dai lắm. Đấy, túi rất là dai. Mùi thơm thơm, mùi nước hoa thơm thơm cái này, có mùi nước hoa thơm thơm. Đấy thì kích thước của nó khi mà các bác cho ra thì sẽ là đây là 45x50 này. Đấy, 45x50 rất là to, 45x50 thì các bác tưởng tượng rất là to rồi. Đấy, các bác đựng rất là nhiều rác luôn. Đấy thì các bác cứ lên mã nha, em sẽ cái túi rác cuộn nhá. Một cái cuộn này là được là một cuộn này là được là bao nhiêu đây? 100 nhá. Một cuộn này là 100 túi. Một cuộn này khi mà các bác xé ra được là 100 túi này đây. Một cuộn này các bác cứ lần ra các bác xé lần ra là được là 100 túi nhá. Đấy, một cuộn xé cứ lần là được 100 túi, rất là hay luôn. Đó. Là về là các bác chỉ việc là cứ lần ra đâu là đến cái đoạn nối này. Đấy, sau đó các bác xé cái đoạn nối ra là nó sẽ thành một chiếc túi. Thì đây là cái phần miệng nó nhá. Cái phần xanh này, cái phần miệng này, các bác giở cái phần miệng ra thì nó là cái phần xanh nhá. Đây này, cái phần miệng của nó là xanh này. Đấy, đây. Đấy, nó đánh dấu phần miệng là xanh, còn cái phần trắng này của nó là đáy. Đấy, còn phần miệng là xanh. Là kích thước là 45x50, rất là to luôn. Đó, về các bác đựng được cực kỳ nhiều rác. Và túi thì siêu dai nhá. Đấy, mỏng nhưng mà siêu dai luôn, cực kỳ ok. Đấy, các bác cứ giật thoải mái cho em ok luôn. Đó. Giá của nó sẽ là đi... 40k nhá, 40k cho một cái cuộn túi rác nha, 40k một cuộn. 40k một cuộn, giá rất hạt rẻ bình dân thôi. Đó. 40k một cuộn nhá, lên mã sẽ là túi rác cuộn nhá, 40k một cuộn. Em vừa khám phá ra một cái điều rất hay này, là các bác mở ra cho em nhá, mở ra. Đấy thì các bác sẽ đựng rác vào đây bình thường này. Đấy, và lúc nào mà các bác muốn buộc vào ấy, muốn có một cái sợi dây buộc thì các bác cầm vào cái miệng túi này, nó có một cái phần lỗ lồi ra này. Các bác cầm vào đây. Đấy, các bác cầm vào đây. Đấy thì nó sẽ thành một cái dây nhá. Đấy, thành một cái dây các bạn, thành một cái dây. Đây bên này như thế này. Đấy, vừa phát hiện ra một cái nói chung là người ta cũng phát minh ra những cái thiết kế nó rất là dã man con ngan luôn. Đấy, không ngờ luôn nhá. Đấy thì các bác thít nó vào thì nó sẽ thành một cái dây để nó thít chặt cái phần miệng túi rác vào nhá. Đấy thì ví dụ các bác cầm đi xách là các bác không cần phải cầm ấy nhá. Các bác chỉ việc cầm cái qua này, các bác mang đi, các bác xách đi, các bác xách rác này các bác vứt thôi này, rất hay luôn. Đó, rất tiện dụng nhá. Rất hay. Đấy, thiết kế rất thông minh. Đấy, nó có cái phần rỗng này, các bác cứ cầm và các bác kéo lên đây. Đây là một túi đây này, nó có cái phần đây này, cái phần hở này, có nhìn cái phần hở chưa? Đấy thì các bác cầm này, các bác thu cái dây lên. Đây là xong.
40k nhá. Lên mã em sẽ là túi giáp quận, kích thước của nó là 45 x 50 nhá. Một cái quận này thì sẽ được là 100 túi, nó chỉ có 40.000 thôi, giá rất là bình dân luôn. Bình thường các bác hay bọc túi rác như thế này đúng không? Thế thì các bác bọc sai cách rồi, để em chỉ cho mình cách bọc mới nha. Các bác mà không mua những quận như thế này thì về lỗ to. Em dùng túi rác toàn dùng quận to như thế này thôi, to sánh như vậy. Các bác đã thấy sự khác biệt chưa? Bác xem này, nó rất chắc chắn, dùng lực kéo thế nào cũng không sao hết. Nước nóng hay canh nóng đổ trực tiếp vào luôn cũng được, không hề bị chảy ra giọt nào. Còn có dây rút, đi bất giác không sợ bận tay nữa. Một quận có 100 chiếc, mua càng nhiều càng rẻ, mua một lần dùng được cả một năm. Còn bọc túi rác chỉ cần lộn ngược như thế này là được. Các bác xem có tiện lợi không? Em lên luôn cho bác mang hàng đó là cái con máy đọc thẻ, máy đọc thẻ thông minh này, máy đọc thẻ thông minh nhá. Em báo giá luôn, bên em đang gửi bác là 60.000 một cái bộ máy đọc thẻ như này. 60k thôi, giá rất hạt rẻ nhá, giá tốt nhất thị trường luôn. Cái này thì nó sẽ gồm có rất nhiều nội dung. Đây. Đấy, sẽ gồm có rất nhiều một nội dung này. Đấy, thẻ động vật này, thẻ giao thông, thẻ đồ vật này, đồ ăn quả này, hoa quả, rau củ này, trang phục thiên nhiên, màu sắc, nhân vật, nghề nghiệp, hình dạng này. Đấy, cực kỳ nhiều nội dung khác nhau luôn. Rất là hay. Đấy, giúp bé tăng khả năng nghe và nhận biết này, song ngữ cả Anh cả Việt luôn nhá. Cái này nó có cả là tiếng Anh cả tiếng Việt luôn. Cái này thấy hay lắm. Đấy, mà cũng nhiều bác hỏi này. Đấy thì em nhập về bán cho bác này. Đây, nó sẽ gồm có một con máy và đi kèm cho bác là một cái hộp thẻ nha. Một hộp thẻ này các nhá. Một hộp thẻ là 112 thẻ, 224 từ vựng này. Đấy là cả tiếng Anh tiếng Việt nhá. Cái con này hay của cái sản phẩm này là nó sạc pin các bạn, sạc pin. Đấy là nó sạc pin. Thì nó nguồn sử dụng cái nguồn là nguồn DC 5V nhá, là nó có tích hợp sẵn pin ở đây rồi, thì khi mà hết pin thì các bác lại cắm vô đây. Đấy, cắm vào đây này, sau đó là cái chân chân còn lại thì các bác cắm vào cái cục sạc điện thoại nhà mình ấy. Đấy, xem có cục nguồn 5V ấy là các bác cắm sạc cho cái máy này là ok thôi. Đấy, rất là dễ dùng, dễ sử dụng nhá. Và đây thì nó sẽ có cái nút nguồn on off này, thì các bác giữ lì cho em. Đấy, bắt đầu lên nhạc. Các bạn nhỏ, chúng mình bắt đầu nào. Đấy, thấy không? Nó lên nhạc là bắt đầu là ok nhá. Là bắt đầu là các bác dạy cho cháu là mở cái này ra. Mở cái này ra, sau đó là các cháu là rút thẻ ra này. Đấy, thì rút thẻ ra, lấy thẻ nào thì cho thẻ đấy vào. Đấy, ví dụ như là em lấy một cái thẻ bất kỳ này, ví dụ như là bố này, mặt sau thì sẽ có là mẹ này, cái một thẻ này có hai mặt luôn nhá. Đấy, các bác cho vào này. Bố. Father. Đấy, thấy không? Nó có cả tiếng Anh tiếng Việt luôn, là nó phiên dịch ở đây luôn. Đây, em cho lại một lần nữa nhá. Bố. Father. Đấy, và đây em cho là mẹ này, em quay lại thẻ mặt sau này. Mẹ. Mother. Đấy, thấy không? Rất ok nhá. Đây, em cho lại một lần nữa nhá. Em quay cái mặt sau cái loa các bác nghe rõ. Mother. Đấy, thấy không? Cái loa của nó là mặt sau. Rất ok. Cái loa nó nghe vừa đủ nhá. Đấy. Đây, cho lại một lần nữa này. Đây. Bố. Father. Đấy, rất ok nhá. Đấy thì các bác cứ lấy thẻ bất kỳ ra đây. Ví dụ như em lấy một cái thẻ nữa này. Đấy, ví dụ như là cái này là trái cây, cái này quả nho này. Đây, em cho đây nhá. Quả nho này. Quả nho. Đấy. Great. Đấy, quả nho có cả tiếng Anh tiếng Việt luôn nhá. Tiếng Việt nó sẽ đọc trước, tiếng Anh đọc sau. Quả chanh. Lemon. Đấy, quả chanh lemon. Đó, ok luôn nhá. Đấy, quay lại mặt kia này. Quả nho. Đấy. Great. Đó, quay lại mặt nữa này. Quả chanh. Quả chanh. Lemon. Đó, rất ok, là có cả tiếng Anh tiếng Việt luôn. Và các bác muốn gì? Muốn tắt thì các bác giữ lì đi, muốn bật thì các bác cũng giữ lì cái nút on off này. Đấy, còn lại thì đây, nó còn có cả nhạc này này. Đấy, các bác giữ lì vào cái nút này sẽ còn nhạc này. Đấy, có cả nhạc nhé, các thứ đầy đủ luôn các nhá. Đấy, có cả nhạc luôn. Còn các bác giữ lì cái nút on off này nó sẽ tắt đi. Chúng mình tạm dừng nhé, tạm biệt. Đấy, các bác giữ lì nó sẽ có nút tạm biệt này. Là khi mà tắt đi, còn nếu mà các bác bật lên này. Đấy, nó sẽ kêu. Đấy, nó sẽ có xin chào các bạn nhỏ, chúng mình bắt đầu nào. Đấy, rất hay nhá. Đấy, một con sản phẩm máy đọc thẻ rất thông minh luôn. Mua về cho các cháu nhà mình sử dụng học tập này. Đấy, nhận biết chữ cái này, rồi là cái này một cái nội dung rất hay là nó có cả hình này, cả hình cả chữ này. Đấy, phiên âm cả tiếng Anh này, cả tiếng Việt ở đây luôn. Rồi là có cả ấy luôn, có cả gì luôn nhá, có cả âm thanh luôn, rất là sống động để các cháu dễ tiếp thu. Đấy, tránh xa điện thoại, TV, internet đây. Đấy, các cháu tập trung vào học hành này. Đấy, thì các bác mua trong cái máy đọc thẻ này về. Đấy, thư mục này, động vật, phương tiện, đồ dùng hàng ngày này, thực phẩm, rau củ, trái cây, gia đình, màu sắc, hình dạng, công việc, trang phục tự nhiên. Đấy, nói chung là nó tóm gọn trong một cái hộp thẻ này là đầy đủ luôn. Nghĩa là
như kiểu là 1 vạn câu hỏi vì sao đâu nhá, đầy đủ hết luôn, đấy, không thiếu cái gì cả. Đây giữ lì đây, cho tắt đi đỡ tốn pin này. Chúng mình tạm dừng nhé. Đấy, lúc nào dùng xong là các bác nhớ tắt đi cho đỡ tốn pin. Đấy, lúc nào hết pin thì các bác lại lôi ra các bác cắm sạc nhá. Con này của nó là cắm sạc, đấy, nên là các bác không cần phải thay pin hay biết gì. Pin nó có sẵn rồi. Về là các bác chỉ việc là các cháu thì mình dùng xong rồi các bác sạc cho các cháu. Đấy và khi mà hết pin thì đầy pin thì mình lôi ra dùng. Còn lúc nào hết pin thì lôi vào cắm sạc có thế thôi. Đấy thì lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái con máy đọc thẻ thông minh nhá, máy đọc thẻ thông minh. Hiện tại em đang gửi bác giá chỉ có 60.000 thôi. 60.000 cho một cái bộ máy đọc thẻ thông minh nha. Đấy 60k bộ nhá, dùng rất hay luôn. Máy đọc thẻ thông minh nhá. Bộ kiềng chắn gió bếp ga nhá, chắn gió là chắn ga nó bị mất này. Đấy thì bác mua cho em cái bộ này về. Kiềng chắn gió bếp ga bên em đang bán bác là 30.000 cho một cái kiềng chắn gió bếp ga này. Cái này thì nó gồm rất nhiều những khe rãnh nhá. Tại sao nó nhiều cái khe rãnh mà nó lại bố trí khác nhau này? Đấy để nó phù hợp hầu như là tất cả các loại bếp ga trên thị trường bây giờ. Đấy từ bếp các loại bếp nọ bếp kia là nhiều hãng nó khác nhau. Đấy nên nó bố trí nhiều những cái khe kẽ này. Đấy để cho nó phù hợp với tất cả các loại bếp khác nhau nhá. Giá của nó chỉ có 30.000 thôi. Đấy chất liệu nó bằng tấm lá thép kim loại nhá. Đấy thì cái công dụng của sản phẩm này khi mà các bác để vào ấy, thì nó sẽ chắn được cái gió này. Đấy khi mà gió nó lùa vào thì nó hay bị tạt ga. Đấy thì đun các bác đun rất là lâu sôi. Rồi là các bác trụm cái phần ga nó vào ấy, thì cái luồng nhiệt nó sẽ đẩy lên, nó sẽ tập trung vào cái phần đáy nồi hơn. Đấy thì nó sẽ khi mà các bác đun ấy nó sẽ nhanh hơn nhá. Đun nó sẽ nhanh hơn. Đấy nó không bị lãng phí ga ra ngoài, nó không bị phè ga ra ngoài. Nó sẽ tập trung vào cái đáy, nó sẽ đẩy lên, nó sẽ đun nó sẽ nhanh hơn. Nói chung là con này là các bác sử dụng để tiết kiệm ga một cách tối đa nhá, một cách tối đa luôn. Đấy rất ok luôn nhá. Đấy, đây là cái phần những cái phần rãnh này, những cái phần rãnh để các bác để lên cái kiềng những cái xoong nồi lên không lo nó bị trơn trượt nhá. Đấy thì cứ lên mã cho em sẽ là cái kiềng chắn gió bếp ga. Đấy giúp các bác tiết kiệm ga, tập trung cái nguồn lửa nó tập trung vào đáy nồi, các bác đun nhanh hơn, đun nhanh sôi hơn. Đấy tiết kiệm ga hơn. Ok nhá coi nhá. Giá của nó đang gửi bác là 30k nhá. 30k cho một cái kiềng chắn gió bếp ga nha. 30.000 một chiếc. Rất ok luôn, chắc chắn, chất lượng. Đấy chỉ có 30.000 thôi. Đó, rồi. Vòng tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái chổi lau nhà tách nước này, em báo giá luôn. Hiện tại bộ này bên em đang bán là 160.000 một bộ nha, 160.000 một cái bộ chổi lau nhà tách nước nha. Một cái bộ sản phẩm này thì khi mà các bác nhận được hàng thì sẽ gồm có những gì thì em sẽ bày cho bác đây, cực kỳ nhiều luôn có nhá, cực kỳ nhiều luôn. Nói chung là với giá 160.000 này thì siêu là hạt rẻ luôn. Đấy các bác sẽ nhận được về đầu tiên là hai cái cán chổi này, hai cái đầu cán chổi này, một cái thùng chứa nước nhá, một cái thùng chứa nước này, một cái thùng chứa nước nó sẽ có hai ngăn, một ngăn là chứa nước sạch nhá và một cái ngăn là nó tách cái nước bẩn ra, là nó sẽ có hai ngăn nhá, nên là hay gọi là cái bộ chổi lau nhà tách nước thì nó sẽ tách nước bẩn ra, nước bẩn và nước sạch ra, nước sạch rất ok. Đấy và sẽ có thêm các bác là hai cái bộ cán này nữa, hai bộ cán để các bác lắp vào hai cái đầu chổi này này, hai bộ cán như này này để em lấy bác coi. Hàng thì bên em gửi đi thì sẽ lắp đặt rất là kỹ rồi. Đấy, đây. Đó, hai bộ cán này. Và đi kèm thêm cho các bác là 8 miếng các bác nhá. 8 miếng cả 8 cái miếng xốp lau nha các bác nhá, 8 miếng xốp lau. Đấy, 8 miếng xốp lau là về là các bác tha hồ thoải mái các bác lau luôn. Đấy. Nói chung là các bác mua cái bộ này về thì em thấy so với tầm giá thì nó quá là rẻ luôn và cũng như là các bác sử dụng rất là đa năng luôn. Đây, một cái bộ sản phẩm như trên hình trên video nó quay đây. Đấy sẽ gồm có là một cái thùng chứa nước này và có hai ngăn đây nhá, hai ngăn để các bác tách nước bẩn nước sạch nước sạch này. Đấy rồi là 8 miếng lau nhá, 8 miếng lau, hai cái bộ cán chổi nhá, hai cái bộ chổi nhà các bác nhá, hai bộ chổi. Đấy ví dụ như là mình có thể là lau trên nhà một bộ này, mình lau dưới bếp một bộ này, mình không bị chung nhá, không bị chung. Đôi khi là các bác lau ở trên nhà xong mình lau xuống dưới bếp nó lại bị bẩn cái thảm này. Đấy thì mình lau riêng ra, trên nhà mình lau một cái chổi, dưới bếp mình lau một cái chổi, mình chỉ việc là sử dụng chung cho một cái thùng này thôi. Đấy rất ok luôn. Đấy dùng chung ok. Còn hai cái này mình dùng riêng ra. Đấy, ví dụ như là dưới bếp hay có dầu mỡ thì mình lau riêng ra, có nhà lau riêng ra. Đến lúc mình lau trên nhà mình có một cái chổi riêng rồi thì rất là sạch. Đấy đi về là các bác chỉ việc là tháo ra sau đó các bác lắp đặt thôi. Đấy lắp đặt mình kia em đang lắp đặt kìa. Đấy lắp đặt. Thì đây. Đấy, thì em đang lắp đặt đây. Đấy. Thì lúc nào mà dùng ấy thì ở đây nó có cái miếng dính này. Đấy các bác lấy cái miếng thảm này các bác dính trực tiếp vào cho em. Dính trực tiếp vào đây. Đó các bác dính vào cho. Đấy là ok luôn các bác lau nhá. Lau cực kỳ sạch luôn. Con này nó dài khoảng tầm 30 cm, lau rất sạch nhá. Đấy các bác lau sạch sẽ những cái phần cặn bẩn gạch đá qua thứ này. Đấy nó có thể bẻ các hướng các kiểu luôn này. Đấy bẻ các hướng các kiểu luôn. Xoay xoay gầm
lau trong gầm, lau ở sàn nhà, những các thứ là ok. Đấy, chuẩn bị Tết nhất các bác, lau nhà, lau cửa, dọn dẹp rất là nhiều. Thì bác mua cho em cái bộ này về. Nói chung là so với tầm giá là 160.000, sở hữu cho em cái bộ này thì cực kỳ uy tín luôn. Đấy, chổi lau nhà tách nước nhá, giá sẽ là 160.000. Đây, nói về cái nguyên lý động tách nước thì sẽ như nào. Thì nó sẽ gồm có là hai ngăn nhá, hai ngăn. Đấy, có cả cái quai sách này rất ok này. Hai ngăn nhá, thì về các bác sẽ cho em một cái ngăn bên này này. Ngăn bên này thì các bác sẽ cho nước này, và một ngăn này các bác sẽ để không nhá. Thì khi mà các bác lau, đầu tiên là các bác sẽ dúng nước cho em. Đấy, các bác cho dọc cái chổi đi. Đấy, cho dọc cái chổi đi này. Đấy, các bác cho dọc cái chổi đi này. Sau đó các bác cho đây. Đó, cho đây nhá. Các bác lựa vào đấy thì các bác nhúng nước vào đây, các bác nhúng nước vào đây. Đấy, các bác nhúng nước vào đây nhá. Nhúng nước vào đây này. Đấy, các bác nhúng nước vào. Sau khi mà các bác nhúng nước vào đây xong thì các bác cho vào đây. Đấy, cho đây các bác nghiêng trong cái chổi, các bác nghiêng trong cái chổi, nó cái phần chổi nó sát vào đây này. Đấy, sau đó các bác rút lên rút xuống. Thì cái con này nó có chức năng là vừa vắt vừa tách hết những cái phần cặn bẩn này. Các bác nhìn cái phần răng chưa? Đấy, nó sẽ cào hết những cái bẩn ở cái tấm này đi. Và khi mà nó đã cào sạch rồi thì các bác lôi các bác lau. Đấy, lau bẩn rồi thì các bác lại cho đây, các bác lại sục cho em một lần nước vào đây. Đấy, và bắt đầu là các bác lại cho sang cái ngăn này. Các bác lại tách nước lại cho em lần nữa này, tách hết những cái phần bẩn ở cái miếng cũ đi. Đấy, các bác cho đây, các bác tuốt, các bác nhá, như kiểu tuốt, như kiểu các bác cầm một cái miếng gì các bác gạt ấy. Đấy, thì cái này đúng như thế, cho đây các bác gạt này, tách này, tách hết sạch những cái nước cái cặn bẩn ở cái miếng này ra này. Sau đó các bác lại lôi, các bác lau, có thế thôi. Quy trình hoạt động đúng như thế, là sẽ gồm có là hai bên, một bên là chứa nước sạch đấy để các bác rũ qua đi. Đấy, sau khi mà rũ qua xong rồi các bác cho sang cái bên này, các bác tách hết những cái phần cặn bẩn còn lại đi. Đấy, và bắt đầu là các bác lôi ra các bác lau, có thế thôi nhá. Rất là sử dụng, rất là hay, rất là thông minh. Cái này nó là cái dòng sản phẩm đời mới của 2023 đâu nhá. Đấy, mới ra trong cái dịp Tết năm nay. Đấy, thì em về cái mã này nó rất ok đấy. Em thấy giá nó hợp lý và sản phẩm dùng ok. Đấy, 160.000 sở hữu cho em là hai cây chổi như này. Đấy, hai cây chổi như này, hai cây chổi nha. Lại còn đi được kèm thêm cho các bác là 8 miếng lau, 8 miếng lau để về các bác thoải mái thay thế luôn. Rồi là một cái hũ đựng nước này nữa mà giá nó chỉ có 160.000 thôi. Bình thường là các bác cứ ra thị trường đang bán bộ này rơi khoảng tầm là đi 200 cho đến 250.000 bộ luôn. Đấy, các bác cứ check giá thoải mái luôn, giá nó rất là bình dân, hạt rẻ nhá. Đấy, rồi chổi lau nhà tách nước nhá, 160k đây, em cho bác xem một cái video thực tế về sản phẩm này. Đây nhá, các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Chiếc chổi lau cực kỳ sạch luôn nhá. Đấy, có thấy không? Lau sàn, lau chiếc rất sạch luôn này. Đấy, khi mà các bác lau bẩn xong thì là bắt đầu là các bác cho vào cái ngăn giặt này. Đấy, cái ngăn giặt là cái ngăn ngăn là cái ngăn nó có cái phần phần đây này, ngăn giặt ở ngăn này này. Đấy, các bác cho là các bác tuốt nhá. Tuốt thì nó sẽ sạch bong đi. Đấy, tuốt các bác giặt qua em lượt đi. Sau đó các bác cho sang ngăn vắt. Đấy, ngăn vắt nó sẽ vắt sạch hết khô nước cũng như là những cái phần cặn bẩn, nó sẽ vắt sạch đi. Đấy. Rất ok nhá. Đấy, là nó vắt cái là gần như là kiệt nước rồi, và các bác lại cho ra các bác lau thế thôi. Đấy, mình cứ làm quy trình là vắt xong là giặt xong là mình vắt hết những cái cặn bẩn đi, bắt đầu là mình cho ra mình lau, có thế thôi. Lau rất sạch sẽ luôn. Lau gầm, lau cạnh, lau kẽ thứ giờ rất là ok nhá. Đấy, cái này nhà em đang xài mà dùng ok lắm. Nói chung là uy tín. 160.000 thôi. Đấy, được bằng đấy sản phẩm thì nói chung là giá nó quá là tốt rồi. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác cái mã hàng đó là cái bộ rổ hai lớp này. Bộ này sẽ gồm có là 6 món nhá. Bộ này gồm có 6 món. Nhiều bác hỏi cái mã này lắm này, thì đây. Mai về cho bác cái mã này đây. Và em báo giá luôn, bên em đang bán một cái bộ rổ hai lớp 6 món như này với giá sẽ là 80.000 một bộ nhá. Đấy, 80.000 bộ này sẽ gồm có là 6 món nhá. 6 món thì đây. Nó sẽ bao gồm là ba cái rổ nhá, ba cái rổ. Ba rổ này. Ba rổ và ba cái chậu nhá, ba cái chậu, và nó thiết kế là theo dạng là nó sẽ lồng vào nhau. Đấy, như là bộ nào nó đi với đâu đấy này. Đấy, rổ nào là nó đi với cái chậu đấy có nhá. Đấy thì đây. Nó sẽ đi với nhau có nhá, đi nhau đây, ví dụ như là cái con to nhất này. Đấy, con to nhất. Có thước lắm nhỉ. Đây, như con to nhất em đo thử bác coi này, con to nhất của nó là vào 30 luôn này. Đấy, con vừa này, con vừa là vào 25 này. Cái con nhỏ nhất thì là vào 20 này. Đấy, nói chung là ba cái sản phẩm này là các bác về xài ok rồi. Đấy. Là các bác vừa có rổ để các bác đựng rau này, vừa có chậu để các bác đựng nước này. Nếu mà vì mà mình có thể rửa xong thì ví dụ như các bác hay để ra nhà thì nước nô thứ ra nó hay bị trang ra nhà, thì các bác lồng cho em vào đây. Đấy, mình rửa rau, rửa cỏ các thứ xong, đồ ăn nước xong, các bác để đây xong thì nó sẽ róc nước luôn vào cái rổ này, rất là tiện dụng luôn. Đấy, thì nó sẽ gồm có là bộ ba cái rổ hai lớp nhá. Đấy, thì cứ lên mã cho em sẽ là cái bộ rổ hai lớp nhá, 6 món. Giá của nó sẽ là đi 80.000 bộ. Hàng là đi hàng của Việt Nam nhá, hàng của Việt Nam. Đấy, sản xuất tại Việt Nam này.
rổ hai lớp nhá. Hàng này của công ty Việt Nhật, đấy, Việt kết hợp với Nhật sản xuất nên rất là cứng cáp chắc chắn. Đấy, thành phần thì là nhựa PP, nhựa PP thì rất là an toàn, yên tâm với sức khỏe rồi. Đấy, kích thước nó có đầy đủ thông tin sản phẩm, nó có đầy đủ ở trên tem nhãn mác sản phẩm luôn nhá, nên các bạn yên tâm dùng ok luôn. Đấy, chắc chắn lắm. Con này nhựa, nhựa nó là dòng nhựa PP này thì nó là siêu dẻo ạ, siêu dẻo. Các bác rơi vỡ các thứ là đập phá thoải mái cho em luôn, ok luôn nhá. Đấy, nó chỉ có 80.000 một bộ thôi. Giá nó quá bình dân. Bình thường là các bác mua một cái rổ giá nó rơi khoảng tầm mấy chục nghìn thôi. Đây bỏ ra mà có 80.000 mà sở hữu cho em là 6 món luôn. 6 món là bao gồm là 3 rổ 3 chậu nhá. Và 3 rổ 3 chậu này là nó có thể lồng vào lại thành được thành 3 cái món như này. Thành 3 cái món như này. Đây, đấy. Còn khi mà các bác tách ra thì nó sẽ thành 6 món luôn, 3 rổ 3 chậu. Đấy. Chậu thì mình đựng nước, nước đựng những cái đồ nước, nước các thứ rồi. Còn rổ thì các bác có ví dụ mình để rửa rau, rửa cỏ các thứ là những cái đồ cần rửa thì mình cho đây mình rửa. Rồi ví dụ như mình có thể lồng vào nước nồi các thứ là nó bị rơi vãi linh tinh nhá. Đấy. Dùng xong là các bác xếp gọn mà nó rất là ngăn nắp, ok như này thôi. Đó. Bộ rổ hai lớp có nhá, bộ rổ hai lớp 6 món. Giá của nó sẽ là đi 80.000 nhá, 80.000. Lên mã thì em sẽ là cái bộ rổ hai lớp 6 món, giá 80k. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái cây kìm bấm cúc này. Tiếp tục lại về cái mã hàng đó là cái cây kìm bấm cúc nhá. Một cái bộ kìm bấm cúc này sẽ gồm có là một cái cây kìm và đi kèm với bác là một cái túi cúc để về các bác có thể các bác xài luôn. Đấy, rất ok đây. Đây là túi cúc này, còn đây là cái cây kìm chính nhá. Đấy thì về các bác đặt vào trong cái khe vần vải này. Đấy, bên dưới là các bác cho một cái cúc, bên trên con cho cúc bấm vào cái là thành nó tạo thành một chiếc cúc luôn, rất là ok. Đây gặp phần khóa này. Rất là ngon lành luôn, rất là tiện nha. Con này về các bác sử dụng, mình dùng để bấm cúc, các bác đỡ phải khâu vá gì. Các bác cho vào là các bác bấm thôi. Đấy. Nó là cái dạng cúc bấm nhá. Đây thì túi cúc nó đây. Đấy. Nó là cái dạng cúc bấm. Đấy, các bác cho cúc kia các thứ vào các bác bấm là ok. Đỡ phải khâu vá nhá, nó rất là nhanh. Đấy, đỡ phải khâu vá mất thời gian mà nó thành một chiếc cúc bấm nhìn rất là đẹp luôn. Đó, em báo giá luôn nhá. Lên mã cho em sẽ là cái cây kìm bấm cúc. Đó thì cái bộ sản phẩm này hiện tại em đang bán cho bác là 40.000 các nhá. Lên mã cho em sẽ là cái bộ kìm cúc nhá, bộ kìm cúc. Đấy, bộ kìm cúc này. Đang gửi bác là 40k nhá, 40k thôi, chỉ có 40.000 cho một cái bộ kìm cúc rất là ok luôn. Đấy, về các bấm vào quần áo đúng nhà mình rất là tiện, đỡ phải khâu vá gì lằng nhằng. Đấy, mua về cái là xếp cúc vào là bấm thôi. Đây các bác cùng xem một cái video thực tế về sản phẩm này đây. Chắc chắn là chiếc kìm bấm cúc quần áo mà nhà ai cũng sẽ cần đến nhá. Đi kèm thì shop có tặng luôn cái bộ nút cài như thế này. Mình có thử bấm vào khẩu trang thì quay, bấm một cái là được luôn này. Mọi người chỉ cần bấm thêm một bên nữa là có thể đóng lại thôi. Nhưng mà khẩu trang thì quá dễ rồi đúng không? Nên là mình thử với cái áo thun hai lớp này xem sao. Thì đấy nhá, vẫn chỉ cần một lực vừa phải là được thôi. Rồi, mình sẽ tiếp tục lôi cái quần jean ra check thì kết quả vẫn cứ là ok la luôn. Cái kiểu này là mấy quần áo rộng bụng tới công chuyện với mình rồi này. À, với cả mình mới học được cái này khá là hay. Mọi người bấm khẩu trang ấy và cho hạt thơm hoặc là cà phê vào đây, treo trong nhà là giúp thơm phòng và khử mùi tốt lắm nhá. Nhưng mà phải công nhận là cái kìm này xịn, hữu ích, hốt về liền nhá mọi người. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá. Đấy, về các bác chỉ việc mua về bấm vào quần áo mình. Đấy, rồi bấm những cái đồ cần thiết các bác cần cài cúc là ok. 40k cho một cái bộ kìm cả cúc này các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mà đó là cái dây sạc cũng như là cái ổ điện U3 hiện tại bên em vẫn đang phân phối cho bác này. Đấy, đây dây sạc ba đầu dây sạc này hiện tại bên em đang có giá là 40.000 cho một chiếc dây sạc thôi nhá. Dây sạc bọc silicone chống gập chống gãy. Con này các bác cứ gập gãy rồi các bác cứ dùng cho em thoải mái đi, cực kỳ là nồi đồng cố đá luôn. Đấy, dùng chắc là khoảng tầm chục năm mới hỏng. Nó sẽ gồm có là một đầu vào sẽ là cổng USB nhá và ba cổng ra nhá, ba cổng ra thì sẽ có là chân sạc iPhone này, chân sạc Type C đời mới này cho Samsung này và chân sạc micro USB cho những cái máy đời cũ này. Đấy, nói chung là máy đời cũ đời cao đời thấp là các bác có thể dùng được tất cho ba cái chân này luôn. Đấy, nghĩa là ba cái chân này các bác sạc được cho hầu như là tất cả các loại máy phổ thông hiện tại trên thị trường bây giờ đang sử dụng nhá. Đây, phần dây của nó đều được bọc silicone này. Đấy, các bác cứ bẻ lại bẻ gập cho em thoải mái, không lo bao giờ nó gãy luôn. Cái phần đầu này nó làm thiết kế rất chắc chắn nhá. Đầu của nó là bằng khung thép viền thép này. Đấy, khung thép viền thép và có cả đèn báo luôn nhá. Sau này là có cả đèn báo luôn nên rất là hay. Đấy, nó biết ngay là nó có điện hay không. Đấy, có cả đèn báo này. Đây là cái phần các bác nhìn nó làm cái phần trục ra ba này, một ra ba này, có nhìn này, nó bo một cái vòng kim loại rất là to luôn. Đấy, chắc chắn ok xịn sò con này. Đấy. 40.000 thôi. Đấy, giá nói chung là giá tốt nhất thị trường. Bên em chỉ có duy nhất một loại thôi nhá. Thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái dây sạc cam nhá. Dây sạc cam hoặc là cái dây sạc ba đầu nhá. Dây sạc ba đầu sạc đa năng hầu như tất cả các loại máy nhá. Giá anh em đang gửi bác là đi 40k một chiếc nhá. 40k. 40k lên mã anh em sẽ là cái dây sạc cam hoặc là dây sạc ba đầu đều được. Giá đang gửi bác là 40k cho một cái dây sạc cam ba đầu 40k. Ngoài ra thì bên em có bán thêm cho bác đó là cái ổ điện Thái này, ổ điện Thái Lan, ổ điện U3 nhá. Ổ điện Thái U3. Ổ này thì giá bình dân thôi, đang gửi bác là 50.000 một cái ổ này.
50k một chiếc ổ điện thái U3 nhá. Mã của nó sẽ là mã U3. Đấy, nó sẽ gồm có cho bác là những cái ổ cắm này để về các bác cắm những thiết bị điện 220 này. Ngoài ra thì nó sẽ có tích hợp thêm cho bác là ba cái cổng USB nhá, ba cổng USB để các bác có thể là cắm sạc điện thoại này, rồi là các bác cắm những thiết bị sử dụng cái nguồn là nguồn 5V các bác nhá. Nguồn 5V là các bác cắm ở đây là ok. Đấy, con này cũng có cả đèn báo này, công tắc an toàn này. Đấy, lúc nào dùng thì các bác bật lên, không dùng mình có thể tắt đi. Đấy, vừa an toàn tránh tình hiện chập cháy này. Rồi là ví dụ nhà có những người già trẻ con chẳng may nó có va chạm vào nó không bị giật này. Đấy, các bác có cả một cái công tắc an toàn rất là tiện nhá. Đây dây nguồn đây, cắm trực tiếp vào nguồn 220 là các bác xài cho em thôi, rất là ok luôn. Đấy. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái này là cái ổ điện Thái U3 nhá. Ổ điện Thái U3. Này. Bên em đang gửi bác là 50.000 ổ thôi, chỉ có 50k ổ, giá rất là bình dân luôn, 50k về các bác xài. Đấy thì các bác có thể mua kèm cùng với cái dây này. Thì cái dây này về các bác có cái là chỗ là mình về có cái ổ này mình cắm đây luôn. Đấy, sau đó là các bác có thể sạc luôn cho điện thoại thứ ok luôn này. Đấy, còn đây ổ đây. Ổ thì ngoài ra có cả ổ điện và có cả ổ sạc luôn. Đấy, một chiếc ổ cực kỳ là hữu dụng trong gia đình nhà mình, sử dụng cắm được rất là nhiều những cái thiết bị nhá. Xài ok luôn. Đấy. Ổ điện U3 là 50.000 một ổ nhá. Còn là cái dây sạc cam thì đang gửi bác là 40k nhá. Đấy thì tùy nhu cầu mình có thể là mua lẻ hoặc các bác có thể mua theo cả combo luôn, vừa ổ vừa dây luôn các nhá. Về các bác xài luôn. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái cây kéo cắt gà của Nhật này. Tiếp tục về mã hàng cây kéo gà Nhật phục vụ các bác dịp Tết nhất này. Đấy, về các bác cắt gà, cắt vịt, cắt thịt, cắt xương, cắt rau củ quả nhà bếp cho em cực kỳ đa năng. Đấy, con này hàng của Nhật nhá, Japan. Dòng thép SK5 nhá, dòng thép SK5 là một dòng thép không gỉ và cực kỳ sắc bén luôn. Đấy, phần tay cầm nó rất là trường tay này, trường tay các bác cầm nó ôm. Đấy, cầm nó ôm tay cắt rất là ngọt. Đấy, con này cắt thì cực kỳ ok. Đấy, gà mà vịt các thứ là các bác ngại chặt, các bác không muốn lấy thớt đâu các bác xài. Các bác cầm ngay cho em con này các bác phang cho. Đấy, cứ thế là các bác nghiến cho em thôi. Nghiến cực kỳ ngọt luôn nhá, nghiến cực kỳ ngọt luôn. Xương xiếc con này là ăn một phát một luôn nhá. Đấy, xương xiếc là ngon này luôn. Đấy, ngoài ra thì con này nó có chức năng là đánh vảy cá này. Đấy, các bác nhìn cái phần răng cưa bên dưới là đánh vảy cá nhá, dùng là đánh vảy cá. Rồi là một cái chức năng nữa là khe đây này, là cái phần là ví dụ như là các bác nhà các bác mà có ăn cuôn ghẹ là có cái càng các bác cho đây các bác kẹp này, rồi những cái quả cứng như là quả óc chó rồi các bác cho đây các bác kẹp. Đấy, để cho nó vỡ ra nhá, cho nó vỡ ra rất ok luôn. Một chiếc kéo cắt gà Nhật cực kỳ là đa năng luôn, sử dụng được nhiều chức năng và nó rất là dày dặn chắc chắn này, các bác nhìn này, phần thớ thép nó rất là dày. Đấy, thớ kéo rất là dày. Con này các bác dùng thì cực kỳ là bền bỉ vì yên tâm luôn. Giá bán hôm nay em cũng xả kho luôn cái mã này luôn. Bữa trước đang bán với bác là 170.000. Đấy, hôm nay em về cho bác giá là đi 130.000 nhá. 130.000 thôi. Xả nhanh bán nhanh luôn. 130k lên mã giúp cho em sẽ là cái sản phẩm là cái kéo gà Nhật nhá. Kéo gà Nhật. Đấy, 130k một cái cây kéo cắt gà Nhật này. Giá này là gần như là giá tốt nhất hiện nay rồi đấy. Đấy các bác tranh thủ chốt nhanh luôn nhá. Đấy, về các bác chuẩn bị Tết nhất này. Mình có cây kéo cắt nhà bếp này, gà vịt thịt xương, cắt rau củ quả. Đấy, ok luôn nhá, 130.000 một cây, đa năng sử dụng rất là nhiều việc luôn. Sản phẩm nhẫn đồng hồ để về cho các bác nhà mình chơi Tết này, rồi các bác mua về cho con cháu nhà mình, tặng con cháu mình cũng rất là hay. Đây, một con sản phẩm nhẫn đồng hồ nhá, dùng rất là tiện dụng luôn. Đây, một chiếc nhẫn đồng hồ rất là đẹp. Đấy, có đồng hồ, mặt đồng hồ nhá, mặt đồng hồ rất là ok. Đấy, thì về các bác muốn dùng thì các bác giật cho em cái phần cái nút khuy trắng ra này, sau đó là các bác ấn vào đấy là bắt đầu là đồng hồ chạy nha. Và các bác rút ra một nấc nữa thì các bác có thể là điều chỉnh đồng hồ luôn. Đây, điều chỉnh quay theo cái giờ mà các bác muốn điều chỉnh nhá. Đây đấy, ví dụ em để thành 8 giờ đi chứ ạ, này 8 giờ này, đấy đúng 8 giờ bắt đầu ấn vào này, đấy bắt đầu đồng hồ sẽ chạy nhá. Đấy, đồng hồ chạy ngon này luôn. Và các bác đeo vào tay cho em, đấy đeo vào tay, đấy rất đẹp luôn nhá. Vừa thành một chiếc nhẫn này, vừa có cả cái mặt đồng hồ để các bác theo dõi giờ giấc ok luôn. Cái phần này nó co giãn này, có nhìn này. Đấy, cái phần này nó co giãn nhá, nên là nhiều bác bảo là ngón tay to, ngón tay nhỏ có đeo không thì nó đeo hết luôn nhá. Đấy, ngón tay to nhỏ nó đeo được hết luôn. Cái vòng hiện tại cái vòng này của nó khá là nhỏ này. Đấy, nên khi ví dụ như các bác tay nhỏ vẫn có thể đeo vừa, và các bác tay to thì nó sẽ giãn ra, đeo thì càng ok luôn, càng ôm tay. Đấy, lên tay rất là đẹp luôn, có nhìn này. Lên tay rất đẹp luôn nhá. Đấy, giá hiện tại em đang gửi các bác là một chiếc nhẫn đồng hồ này với giá sẽ là 40k một chiếc nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là nhẫn đồng hồ. Đấy, nhẫn đồng hồ nhá. Đang gửi bác là một chiếc nhẫn đồng hồ này với giá là đi 40k thôi. Chỉ có 40.000 thôi nhá. 40.000 cho một chiếc nhẫn đồng hồ này. 40k một chiếc nhá. 40k thôi nhá. 40.000. 40.000 cho một chiếc nhẫn đồng hồ rất là hay, nhìn rất là xinh. Đó. Thuốc kiến thì bên em vẫn còn để phục vụ bác nhá. Lên mã giúp em sẽ là cái lọ thuốc kiến này. Đấy, dòng này thì có yên tâm về chất lượng đi. Đấy, nếu mà không hết kiến thì bên em không lấy tiền đâu bác nhá.
không hết kiến thì bên em không lấy tiền, cực kỳ là nhạy luôn. Đấy, nhà bác hiện tại đang rất là nhiều kiến này. Đấy, rồi là thời tiết thứ nó mướt, kiến nó về rất là nhiều. Đấy thì các bác mua ngay cho em cái lọ này về nhá. Đấy thì các bác những cái chỗ nào mà kiến nó hay đi, nó hay xuất hiện này, đường đi lối lại, nó hang ổ này, thì các bác cứ xỏ trực tiếp cho em. Và cái con kiến này khi mà nó ăn cái dung dịch này xong thì nó sẽ công về tổ nhá các bác nhá, nó sẽ công về tổ và những cái con khác nó sẽ ăn cùng với con này và nó chết một loạt và chết cả đàn luôn. Đấy, anh em cũng đã dùng và test sản phẩm thực tế rồi, em thấy rất ok và mình em đã nhập về số lượng lớn để bán cho bác luôn. Đây, cách dùng này nhỏ 5-7 giọt vào đường đi hoặc nơi trú ẩn của kiến này, sau khi kiến ra ăn chết, ăn mồi từ 2-5 ngày sẽ chết này. Thực ra thì đây ở trên này người ta báo là 2-5 ngày thôi, nhưng mà em em cho nó ăn xong chắc khoảng tầm 2 tiếng sau là sạch sẽ, không còn một con kiến nữa luôn. Đấy, không thấy bóng dáng một con nào luôn và không thấy bao giờ nó có lại luôn. Em dùng khoảng tầm hơn năm nay mà chưa thấy một con kiến nó xuất hiện lại nha. Đấy, các bác thấy cái thuốc kiến nó nhạy nào, cực kỳ nhạy luôn nhá. Đấy, giá nó thì bình dân thôi. Bên em đang gửi bác một cái lọ thuốc kiến này với giá sẽ là 10k nhá. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là thuốc kiến nhá. Đấy, thuốc kiến thì đang bán lẻ một chiếc, một lọ đấy là 10k. Còn các bác lấy 3 lọ nhá, 3 lọ thì giá sẽ là 20k cho 3 lọ nhá. 20k là được 3 lọ. Đấy, là bán nó combo 3 lọ một để các bác dễ mua này. Còn bác nào dùng ít thì mình có thể mua theo một lọ là 10k, còn 3 lọ thì là 20k nhá. Thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là thuốc kiến. Hàng bao dùng bảo hành cho bác luôn, nếu mà hàng này mà không diệt được kiến thì bác em trả lại cho bác tiền luôn. Đấy, rất uy tín luôn. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái cây kéo văn phòng, lên mã giúp em sẽ là cái cây kéo văn phòng này. Em báo giá bác luôn, hôm nay em cũng xả kho cây kéo văn phòng này luôn. Bữa trước đang bán cho bác là 50.000, hôm nay em về cho bác mức giá rất dễ mua, bán xả vốn luôn. 30k nhá, 30k lên mã giúp em sẽ là cái cây kéo văn phòng. Cái cây này thì chuyên cho bác dùng để làm văn phòng, cắt giấy, cắt tờ. Đấy, cắt hồ sơ tài liệu rồi là các bác mua về cho các bé thì mình cắt tranh giấy các thứ rồi. Ok luôn, hàng của Nhật Japan nhá, Asaka Japan, cũng là thép SK5, cực kỳ sắc bén. Dòng này thì các bác yên tâm về chất lượng này, cắt cực kỳ ngọt đây. Cắt bác coi này. Đấy, thấy không? Cắt ok, quá ok luôn, giấy giữa các thứ là cắt cực kỳ ngon lành. Đấy, quá ok ngon lành luôn này. Đây. Cực kỳ ngon lành nhá, cắt rất ngọt luôn. Đấy, giấy giữa các thứ cắt ngon lành rồi, thậm chí cả giấy bóng con này cắt ngọt luôn. Đấy, nói chung là ok lắm. Đây là giấy bóng này, giấy bóng cái loại dạng dai dai dẻo dẻo này, nhưng mà con này cắt ngon lành này, các bác nhìn này. Giấy bóng ấy nhá, đây là giấy bóng ấy nhá. Đấy, giấy bóng, bình thường là các bác những cái con kéo nhụt thì không bao giờ cắt thế đâu, nó cắt là dai dai nhưng con này cắt cực kỳ ok đây. Các nhìn này. Đấy, ngọt lành. Quá ngon luôn. Đấy. Thì cứ lên mã giúp em sẽ là cái cây kéo bếp. À xin lỗi các bác là cái cây kéo văn phòng nhá, kéo văn phòng. Chuyên dùng cho các bác làm văn phòng. Đấy, rồi là văn phòng phẩm, làm cắt giấy, cắt tờ. Đấy, rồi thậm chí các bác mua về cắt nhà bếp cũng ok luôn. Đấy là tùy nhu cầu các bác xài nhá. 30.000 một cây thôi. Mà em giảm giá xả kho luôn cái mã này luôn. 30.000 một cây. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái cây này là cái cây vòng gỗ đeo tay này. Đấy, các bác mua về sử dụng này. Đấy, đeo thời trang này rồi các bác đeo niệm các thứ ok luôn. Đấy, một chiếc vòng bao gồm là một vòng và một hộp đi kèm luôn này, có cả một cái hộp này. Đựng trong một chiếc hộp rất là xinh, các bác mua về làm quà biếu tặng, mua về sử dụng cho em rất ok. Đấy, một chiếc hộp rất là xinh nhá, bên trong thì sẽ là một chiếc vòng. Vòng này thì nó rơi khoảng tầm là hơn 300 hạt nhá. Đây này, vòng rất đẹp, vân gỗ này, các bác nhìn này, vân gỗ này rất ok. Đấy. Đấy thì về các bác có thể đeo cổ này, đeo tay này. Đấy, rồi làm vòng lần cái thứ ở đây. Đeo vào tay nhìn rất là thời trang, rất là đẹp luôn. Đấy, nhìn rất ok đây. Đấy, đeo tay quá đẹp luôn này. Đó. Con này thì nó là cái vòng chun nhá, cái vòng chun. Nó có cái vần dây chun nó co giãn. Đấy, các bác đeo phù hợp rất là nhiều những cái kích cỡ khác nhau. Đó. Lên mã thì em sẽ là sản phẩm là cái vòng gỗ đeo tay nhá. Em nhắc lại một lần nữa là cái vòng này là vòng gỗ đeo tay nhá. Đấy, vòng gỗ đeo tay. Đấy, vòng gỗ đeo tay. Giá tại em đang bán một chiếc vòng gỗ đeo tay là bao gồm là cả vòng cả hộp như này, là một bộ này là 40.000 này. Đấy, các bác mua về làm quà biếu tặng, mua về sử dụng này rất là ok luôn. Vòng gỗ đeo tay nhá, vòng gỗ đeo tay đang bán bác là 40k cho một chiếc vòng gỗ đeo tay nha. Đấy, 40.000 nhá. Đây, bên ngoài là vỏ hộp rất là đẹp xịn này, bên trong nhá, bên trong thì là vòng rất ok luôn. 40k nhá, vòng gỗ đeo tay. Cái mã bảng tự xóa này, lên mã em sẽ là cái bảng tự xóa nhá. Nay thì về cho bác một mức giá rất dễ mua luôn, chỉ còn có 30.000 thôi. Bữa trước đang bán là 60k, giảm luôn bác, chỉ còn có 30k một chiếc bảng tự xóa nhá. Lên mã em sẽ là bảng tự xóa, các bác mua về có cháu mình vẽ vời, tô vẽ này. Đấy, rồi các bác về dùng được, làm một cái bảng để nốt các thứ vào đây. Đấy, khi nào mà mình dùng xong mình bấm cái là nó tự động nó xóa đi, rất là tiện đây. Đấy, đây nhá. Đằng sau thì nó có một cái nút mở khóa, các bác gạt về cho em là cái nút mở khóa này. Đấy, gạt về nút mở khóa nhá. Đấy, bắt đầu là bảng nó mới sử dụng được, còn không bình thường là nó sẽ ở trạng thái khóa là các bác không dùng được đâu. Và có kèm cả bút đi kèm này. Đấy, đi về các bác vẽ vào cái thứ đây.
bấm cái nó mất luôn. Đấy, vẽ vào thứ này, bấm cái mất luôn, vẽ vào này, bấm cái mất luôn. Đấy, rất là hay. Đấy thì các bác cứ lên mã, em sẽ là bảng tự xóa nhá, bảng tự xóa. Giá em đang gửi bác là 30.000 thôi, xả kho bán em luôn, 30k một chiếc bản tự xóa này, bấm cái mất luôn, rất là hay các nhá. Đấy, mua về các cháu mình tô vẽ này, rồi là các bác mua về mình ghi nốt vào đây. Đấy, những cái gì ghi nốt đây. Đấy, khi nào mà ghi xong mình cần xóa cái mình bấm cái mất luôn, rất hay nhá. Đấy, có kèm cả bút đi kèm luôn. Ok, 30k cho một chiếc bảng tự xóa, đang xả kho bán nốt cho bác luôn. Tiếp theo thì em cũng lên luôn cho bác, đó là cái mã, đó là cái khay bánh mì nhá. Cứ lên mã em sẽ là khay bánh mì. Đấy, hiện tại thì bên em đang bán lẻ một chiếc là 25.000. Các bác lấy theo combo 5 chiếc khay bánh mì 1 thì giá sẽ là 110.000 cho 5 chiếc nhá. Còn các bác lấy lẻ một chiếc thì là 25.000. Đấy, rất là hay. Một chiếc khay ở bên nước ngoài này người ta hay dùng để làm bánh mì vào đây các nhá. Đấy, thì bên em hay gọi là khay bánh mì. Đấy, đặt về cái lô này màu vàng nhìn rất là ok nhá. Đấy, màu vàng nhìn rất là sang trọng lịch sự này, quý phá này, ok luôn. Đó. Khay bánh mì các nhá. Đấy, con này thì nó dài rộng chắc dài khoảng tầm 25 các nhá, dài khoảng 25 rộng khoảng tầm 17 các ạ. Đấy, khá là to rộng, về các bác đựng đồ khô đồ ướt vào đây được hết luôn. Đấy, về mình bày đồ ăn đồ uống này các thứ này. Rồi về làm những chiếc khay. Đấy, mình đựng đồ khô này. Rồi đấy, rồi. Em bán một bác bác bảo mua về để đựng ốc vít các bác nhá. Đấy, mua về để đựng ốc vít. Nói chung là tùy nhu cầu, về các bác ứng dụng sử dụng trong công việc thấy phù hợp thì ok thôi. Đấy, dày dặn chắc chắn, mà giá nó bình dân nó chỉ có 25.000 một chiếc thôi, rất là đẹp luôn. Đấy, hoa văn họa tiết thì rất ok đây. Khay bánh mì nhá, lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là khay bánh mì. Hàng này là hàng nhập ngoại, hàng thanh lý của siêu thị nước ngoài nhá, nên rất ok đó. 25k một chiếc khay bánh mì nhá. Còn các bác lấy theo combo 5 chiếc một nhá thì giá của nó sẽ là 110.000 cho 5 chiếc nha. 110.000 cho 5 chiếc rất là đẹp luôn. Đấy, nhìn cực kỳ là đẹp sang trọng này. Đấy, nó thiết kế như kiểu dạng cái thuyền đây này. Đấy. 25k một chiếc, 5 chiếc là 110.000 nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là khay bánh mì. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác một cái mã hàng rất là hay, đó là cái cây thước sao chép này. Và em cũng xả kho luôn cái mã này luôn. Đấy, lên mã giúp cho em sẽ là một cái cây thước sao chép nhá. Thước sao chép này bữa trước đang bán là 150.000. Hôm nay em về cho bác một cái mức giá sẽ mua chỉ có 80.000 thôi. 80k cho một cái cây thước sao chép này, 80k một cây. Đây các bác đây em mở ra bác một cái cây này. Cái này rất là hay này, ví dụ những cái phần mà ngóc ngách ấy, các bác đo đi các thứ là nó mất thời gian. Đấy, rồi là khi mà mình đo giờ nó ra một cái bản sao nó không được hoàn chỉnh, không phù hợp thì đây. Đó, các bác sử dụng ngay cho em một cái con thước sao chép này. Đấy. Đấy, ví dụ như là em cần đo một cái phần góc như chẳng hạn này này. Đấy, các bác đo mất thời gian góc tường mà nó nhọn này này. Đấy đi các bác, chỉ việc ấn ngay vào này. Đấy, ấn vào cái là nó sẽ sao chép ra một cái kích thước hình là nó y xì phóc này, có gì mở ra đấy theo là nó khớp luôn vào với lại cái phần góc tường và góc nhà ra mà các bác cần đấy. Rồi là những cái vật như là hình tròn, con này vẫn có thể là bo được vào nhá. Đấy, nó vẫn có thể là bo được vào, rất là hay luôn. Nói chung là rất là ok. Đây nhá, đây này. Đấy, ví dụ như cái phần ngóc ngách này, những phần ngóc ngách là con này vẫn có thể là khớp vào sao chép đúng y là một cái bản gốc luôn. Đấy, sau đó các bác lấy ra để các bác kẻ vẽ, để các bác làm thành một cái bản sao rất ok. Đấy thì con này có gọi là thước sao chép nhá. Thước sao chép. Bên em đang gửi bác cái cây thước sao chép này với giá chỉ có 80.000 thôi. Nên em xả kho bán cho em bác một cái cây thước luôn, rất là thông minh, rất là hay. Nói chung các bác mua về xài sử dụng ok luôn. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Đấy. Đấy, ví dụ như là trong những phần góc ngách các thứ là các bác muốn sao chép lại một cái hình dạng mà nó như thế này. Đấy thì các bác ấn cái này vào nhá. Đấy là khớp vào luôn. Thấy không? Khớp vào rất là ok nhá. Những cái phần vị trí ngóc ngách tường và những cái phần vị trí khó các bác sao chép lại hình ảnh để các bác cắt một cái viên đá ra. Các bác ghép vào đấy chẳng hạn này. Đấy để cho nó khớp vào này. Rất là hay luôn nhá. Cực kỳ là thông minh luôn. Đấy rất là ok đây. Đấy. Đấy bánh xe này, góc tường, hình tròn, hình vuông, hình bầu dục các thứ, tất cả các loại hình, đường cong, đường thẳng được hết các bác nhá, nó sao chép rất hay. Đấy thấy không, nó khớp vào luôn, rất ok luôn. Đấy, ứng dụng trong rất là nhiều công việc các bác sử dụng nhá. Đấy, anh em thợ thuyền dùng quá ok luôn nhá. Chỉ có 80.000 thôi, 80.000 cho một cái sản phẩm với cái cây thước sao chép này. Bữa trước bên em bán rất là nhiều đấy. Đấy, hôm nay lại quay lại bác luôn, và hôm nay cũng đồng thời là giảm giá xả kho sản phẩm luôn. 80k nhá, lên mã em sẽ là cây thước sao chép. À, cái cây này thì em báo luôn là chiều dài của nó vào là 25 nhá. Chiều dài nó vào 25. Đấy 25. 25cm nhá, chiều dài là 25cm. Thì em lên luôn cho bác đó là cái cây tô vít này. Đấy tô vít để về các bác tết nhất, các bác xoáy các thứ này rồi vừa xoáy vừa đóng này. Đấy hiện tại thì em đã có hai mã. Là một mã cây tô vít
đầu 4 cạnh và mã đầu tu vít 2 cạnh này. Đấy thì hay còn gọi là đầu cộng và đầu trừ luôn nhá. Đấy thì nó là dòng tu vít đóng, ngoài chức năng đóng thì nó cũng có thể là xoáy luôn. Đấy về các bác sử dụng gia đình. Đấy mình tết nhất là mình có treo tranh, treo chiếc các thứ này, rồi là mình xoáy lại những cái thiết bị nhà mình, rồi là thậm chí các bác mua trước ra tết các bác đi làm mình có thiết bị các thứ là mình xài luôn, ok luôn. Đấy thì bên em đang bán là 30.000 một cây nhá, 30.000 một cây. Con này thì chiều dài của nó, tổng chiều dài một cây này là 30 cm nhá. Đấy thì bên em đang bán cho bác là 30k một cây tô vít đóng nha. Ngoài chức năng xoáy thì nó có thể đóng luôn, đây nó có phần đóng rồi này. Đấy, phần đóng nhá. Hàng này cũng của Kabushi Japan. Đấy, Kabushi Japan. À, đang bán cho bác là 30.000 một cây nhá. Hiện tại bên em đang có hai đầu là đầu cộng này, đầu cộng này và đầu trừ này. Đấy, đầu cộng và đầu trừ. Đấy thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái cây tô vít đóng. Đấy, cây tô vít đóng nhá. Tô vít đóng thì đang có hai mã là cộng và trừ. Đây tô vít đóng này, tô vít đóng có cộng nha, có mã cộng và có mã trừ thì đang bán cho bác là một cây là 30k nhá. Đấy các bác cứ lấy cây nào thì cứ báo cho em, lấy cây cộng bên em nhà các bác cây cộng, lấy cây trừ bên em là bác cây trừ, và đang bán lẻ một cây là 30.000 và các bác có thể lấy theo cả đôi được, lấy được cả đôi là 60.000. Đấy mua về cả đôi về mình có cả cộng và trừ mình xài luôn. Cái phần đầu này nó có cả nam châm từ tính luôn này. Đấy có cả nam châm từ tính luôn nhá, có cả nam châm từ tính dùng rất là tiện luôn. Tô vít đóng nhá, một cây là 30.000, có hai đầu là đầu cộng và đầu trừ nhá, lấy đầu nào thì các bác báo cho em thì em nhặt cho bác nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái khăn nén du lịch này. Đấy khăn nén du lịch nhá, em báo giá bác luôn, bên em đang gửi bác một cái khăn nén du lịch này với giá chỉ có 20.000 một chiếc thôi. Đấy bác nào chuẩn bị đi ra tết, các bác hay đi du lịch du nước nhiều này, rồi các bác hay đi công tác đi chơi đi bời, đấy các bác mua cho em ngay con khăn nén du lịch này về. Đấy, một chiếc khăn nén du lịch nhá, dùng rất là tiện dụng luôn. Đấy nó là dạng khăn nó sẽ nén chặt vào nhá, nó sẽ nén chặt vào để khi mà các bác cho nước vào nhá. Đây các bác đang dùng chiếc này, nó sẽ nén chặt vào nhá, và khi mà các bác cho nước thì nó sẽ tự động nó sẽ bung, nó nở ra thành một chiếc khăn rất là to, thành đúng to đúng như chiếc khăn tắm luôn, rất là to luôn. Đấy nó rơi vào khoảng tầm kích thước khoảng 1m4 x 70, rất là to nhá. Đấy bình thường là các bác hay đi khách sạn đi nhà nghỉ giờ mình hay dùng chung những khăn ở đấy, nó rất là nguy hiểm nhá, vì cái khăn đấy rất nhiều người xài chung với nhau. Đấy có những người người ta bệnh tật giờ người ta vẫn có thể là xài vào đấy, nên là rất là nguy hiểm, không có vệ sinh khử khuẩn gì nên nó rất là nguy hiểm. Thì các bác mua ngay cho em cái khăn này về, nó chỉ có 20.000 thôi, mình dùng nó rất là an toàn và ok đấy, mà thậm chí các bác có thể là xài được nhiều lần nhá, xài được nhiều lần. Đấy thì các bác chỉ việc thả nước là tự động sẽ bung ra nhá, chuyên dùng cho các bác nào đi du lịch, đi khách sạn, đi nhà nghỉ giờ mình dùng chung nó nguy hiểm, thì các bác mua cho em các sản phẩm về dùng nó sạch sẽ an toàn mà nó ok, yên tâm luôn nhá. Chỉ có 20.000 thôi, bỏ ra cho em là 20.000, mình mua cho em mấy chiếc về. Đấy bỏ vào trong ba lô trong túi này. Đấy mỗi lần mình đi cái là mình xài một cái thôi là thoải mái rồi. 20k nhá các bác nhá, 20k lên mã cho em sẽ là cái khăn nén du lịch nhá. Đấy các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Đấy nói chung là rất ok luôn đây. Bảo bối dành cho mấy ông mấy bà chuẩn bị đi du lịch hè này nha. Khăn tắm nén nhỏ gọn, nhúng nước là nở ra thành cái khăn tắm siêu to luôn. Lau người siêu thích nha, thấm nước tốt đàng hoàng á. Tụi mình không nên xài khăn tắm khách sạn đâu mọi người. Không tốt cho sức khỏe đâu nha, vì khăn nhiều người xài chung á. Cứ bỏ túi im khăn tắm nén như thế này mang đi du lịch nha. Nhỏ gọn bỏ vô túi nhẹ tinh là không bị nặng vali. Mà khăn cũng êm, cũng dày dặn và mềm mịn đấy nha. Xài ổn. Đấy có nhìn này. Đấy khi nào mà cho nước cái bắt đầu nó nở đâu bung ra rất là to luôn nhá. Recommend em này cho cả nhà thủ sẵn để chuẩn bị đi du lịch hè nha. Mọi múc cái em khăn tắm nén này lâu rồi mà bây giờ mới được dịp xuống vụ. Các bạn nhìn này rất là to luôn. Đấy, dở ra một chiếc khăn cực kỳ to nhá. Cái khăn này với mọi người liền nè. Đấy rất là to, ok luôn nhá. 20k một chiếc nhá, 20k một chiếc. Nói chung là về nên dùng, theo em các bác nên dùng cái khăn này. Đấy, dùng khăn tắm chung với khăn khách sạn rồi. Nó rất là sợ, rất nguy hiểm nhá. Đấy, nhiều cái dùng chung rất là sợ. Đấy thì bác mua ngay cho em cái khăn này về, sạch sẽ mình dùng riêng ra. Chỉ việc cho nước nó nở bung cái là mình xài thôi. Xài được nhiều lần luôn nhá, xài được nhiều lần luôn. 20k một chiếc khăn nén du lịch nhá, 20k một chiếc. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái thước laser. Đấy hôm nay em cũng xả kho xả luôn. Bữa trước đang bán là 150.000. Hôm nay em về nó bác một cái mức giá rất dễ mua. 90.000 nhá, 90.000 cho một cái thước laser này, chỉ có 90k thôi. Đây, một chiếc thước laser cực kỳ đa năng. Các bác mua về dùng để mình soi bắn tia, lấy tia laser đánh thăng bằng này, rồi là đo đạc các thứ ok luôn. Một chiếc thước cực kỳ là ngon lành nhá. Đây. Nó sẽ là một chiếc thước bao gồm rất nhiều chức năng nha. Đấy có phần livo đánh thăng bằng này, đánh dọc này, đánh chéo, đánh ngang này. Đấy rồi là phần thước đo này, đấy thước đo này, thước đo. Rồi là có cả cái phần thước rút này, đây này, có cả cái thước rút đấy luôn nhá. Đấy, có cả thước rút luôn. Để về các bác đo kiểu thước kéo, thước rút này cũng ok luôn này. Đấy, thước rút này. Rồi là một cái hay nữa là cái phần laser. Laser con này nó xài pin nhá, thì về các bác có cái tấm chắn pin này các bác rút ra cho em. Rút ra. Đấy, rút ra thì bắt đầu là nó mới lên đấy, mà rút ra cái nó lên tia luôn này. Con này hiện tại đang ở tia cộng này. Đấy, tia cộng. Cái tia nó soi rất là xa, rất là sáng nhá, nhìn này.
Đấy, soi cực kỳ xa và rất là sáng luôn. Đó. À, ngoài tia cộng thì con này nó có điều chỉnh được các tia, thì các bác điều chỉnh theo cái phần nấc cho em nhá. Đấy, các bác gạt cho cái nấc này. Đấy, gạt cho cái nấc này. Con này nó có thể là điều chỉnh được một tia cộng này, gạt xuống dưới này thì sẽ làm thành một tia đứng này. Đấy, gạt lên trên cùng thì sẽ là thành một tia ngang nhá, thành tia ngang. Đấy, thì nó sẽ có 3 chế độ này, một tia ngang này, một tia dấu cộng này, đấy, và một tia dưới cùng thì sẽ là tia đứng này. Đấy, tùy nhu cầu của bác xài nhá. Nói chung rất ok. Các bác bắn lên tường này, bắn lên trần nhà thứ này, mình đánh thăng bằng, đánh keo góc được ngon lành luôn nhá. Đánh keo góc ngon lành đây. Ví dụ dấu cộng là các bác đánh keo góc ngon lành luôn này. Đấy, đánh keo góc ngon lành luôn. Nói chung là rất là sáng nhá đây. Khá là sáng luôn. Đấy, các bác dùng mình dùng mình để chiếu tia này. Đây, chiếu tia đây này. Ngon lành luôn nhá. Đấy, chiếu tia lên đây. Đấy, chiếu tia đánh ngon lành luôn nhá. Đó. Giá tại em đang gửi bác là chỉ có 90.000 thôi, rất đa năng luôn. Đấy, có cả công tắc bật tắt nhé, lúc nào dùng thì bác bật lên, không dùng thì mình có thể tắt cái tia laser này đi. Đó. À, đo này, thước rút này, thước rút đây này, rồi là đánh thăng bằng livo này. Đấy, công tắc các thứ đầy đủ với bác luôn. Lên mã cho em sẽ là thước laser nhá. À, 90k nhá, 90k cho một cái cây thước laser này. Đấy, có cả laser, có cả đánh thăng bằng, thước đo, thước rút đầy đủ luôn. Một nói chung là sử dụng một chiếc thước này nhưng mà làm được rất là nhiều việc nhá. Chỉ có 90.000 thôi. Thước laser. Đấy, thước laser 90k một cây nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái cây đèn USB này, cây đèn USB nhá. Cây này rất là tiện nhá. Chỉ có 30.000 một cây thôi. Cái con này nó sử dụng cái nguồn sẽ là cái nguồn là nguồn 5V nhá. Về các bác có những cái cục sạc điện thoại ấy, hoặc là những cái cục sạc dự phòng, hoặc là ví dụ những cái chân USB ví dụ ở máy tính cái thứ là các bác có thể cắm luôn. Công suất nó rất là nhỏ, nó chỉ có 1.5W thôi. Đấy, các bác có thể dùng làm đèn chiếu sáng này, dùng làm đèn học này, rồi là đèn đi chơi, đi cắm trại này, mình làm thành một cái đèn di động nhá. Đấy, những cái chỗ nào mà mình không có điện thì mình có thể dùng một cái cục nguồn dự phòng như này chẳng hạn này. Đấy, các bác cắm vô cho em, cắm vô vào đây. Đấy, là đèn nó sẽ sáng lên nhá. Đấy, ánh sáng của nó thì ánh sáng vừa đủ thôi. Đấy, vừa đủ. Nói chung là thoải mái để các bác có thể học tập làm việc này, rồi là mình làm một thành một chiếc đèn di động này. Đấy, mình di chuyển mọi chỗ mọi nơi này, không cần dây dặn nhằng, mà cái nguồn của nó là cái nguồn nó chỉ có nguồn 5V, nó không cần quá nhiều điện, không cần quá nhiều điện nên là rất là hay. Đấy, ví dụ như các bác để đây để mình dùng làm đèn học này cũng khá là ok này. Đấy, để đứng lên mình có thể bẻ các hướng này. Đấy, con này có thể bẻ các hướng được ok luôn nhá. À, giá em đang gửi bác một cái con đèn USB nha, chân của nguồn vào nó sẽ là chân USB, chân nguồn 5V nhá, chân nguồn vào là nguồn 5V. À, đèn USB mình em đang gửi bác một cái con đèn USB này, giá sẽ là 30.000 một chiếc nhá. 30.000 cho một chiếc đèn USB, thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái sản phẩm mà cái cây đèn USB có thể di động mang đi mọi chỗ mọi nơi, uốn dẻo các thứ luôn. Giá của nó sẽ là 30k nhá, 30k cho một cái đèn USB này, 30k một chiếc nhá, dùng rất hay. Đó, rồi tiếp theo thì lên luôn cho bác một cái sản phẩm về dùng bếp này, đó là cái cây kéo cắt gà của Đức nhá. Lên mã cái cây kéo cắt gà của Đức này. Cái này thì các bác cắt về cắt gà vịt, cắt thịt, cắt xương, cắt rau củ quả xài nhà bếp cho em cũng rất ok luôn. Đây, hàng logo thương hiệu Willing này. Đấy, made in Germany nhá, made in Germany. Có phần khóa hãm này. Con này nó có cả cái lò xo trợ lực nhá. Đấy, các bác chỉ việc bóp vào thôi, còn mở ra là tự động nó sẽ đẩy ra luôn, rất ok. Đấy. Thép E5 nhá, không gì. Con này ngoài chức năng cắt thì nó còn có cả chức năng đánh vẩy cá này. Đấy, có phần răng cưa để các bác dùng để các bác đánh vẩy cá nhá. Đấy, cắt gà vịt, cắt thịt, cắt xương, cắt rau củ quả, cắt nhà bếp cho em là rất ok luôn. Giá hiện tại em đang bán một cái cây kéo cắt gà của Đức này chỉ có là đi 90k thôi, 90k nhá. Lên mã sẽ cái cây kéo cắt gà của Đức đang gửi bác là kéo gà Đức này đang bán là 90.000 một cây. Đấy, 90.000 một cây. Nói chung là giá nó bình dân mà sản phẩm dùng ok lắm, dùng nó chất lượng. Đấy, gà vịt, thịt xương các bác nghe tiếng kéo là thấy thích rồi. Đấy, cắt rất chắc chắn, cầm rất là đầm tay luôn. 90k một cây nhá, kéo cắt gà của Đức nhá. Lên nhanh cho bác một số cái mã dao nhà bếp này. Đấy. Lên luôn cho bác cái con dao, con này con dao gọt hoa quả này, con dao gọt hoa quả nhá. Con này hiện tại bên em cũng đang xả kho. Chỉ còn có 30.000 một cây thôi, 30k các nhá, 30k. Đấy, thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái cây dao gọt hoa quả nhá. Dao này, dao gọt hoa quả này nhỏ nhỏ nhưng mà bao sắc lắm luôn. Về các bác chuyên dùng để gọt hoa quả nhá. 30k. Đấy, 30k, cứ lên mã em sẽ là con dao gọt hoa quả. Con này của thương hiệu Asaka Japan. Đấy, Asaka Japan, dòng thép E5 không gì nhá, cực kỳ sắc bén luôn. Đây, lấy cho bác con một con. Dòng này thì các bác yên tâm về chất lượng rồi. Đấy, không đường giấy đi mịn mịn này. Đấy, đường giấy đi mịn mịn, bao sắc các bác luôn nhá. Đấy, các bác mua về gọt hoa quả rất là tiện lợi luôn, nó nhỏ nhỏ, nó chỉ khoảng tầm hơn 20cm một chút thôi. Đấy, tay cầm ốp gỗ nhá, 3 đinh tán này, hàng sẽ là hàng liền thân. Đấy, về xài cho em con này là chuyên để các bác gọt hoa quả rồi, những làm những cái việc nhỏ nhỏ vặt vặt là rất là hợp lý này. Đấy, nó chỉ có 30.000 thôi nhá.
lên mã giúp em sẽ là cái cây dao gọt hoa quả của Asaka Japan. Đấy, 30.000 một cái cây dao gọt hoa quả này. Đấy. Ngoài ra thì bên em có cái dòng cây dao thái này, cây này sẽ to một chút nhá. Đấy, con này nó cũng cùng hãng với con kia. Đấy, cũng của Asaka Japan. Con này thì nó là cây dao thái, con này thì chuyên lọc và thái nhá. Chuyên lọc thái nhá, chuyên lọc thái. Đấy, cũng cực kỳ sắc bén luôn. Bao dùng bao sắc các bác luôn. Đấy. Chuyên lọc thái này. Đấy, chuyên lọc thái, con này tổng chiều dài lưỡi nó rơi khoảng tầm 20 cm. Đấy, tổng chiều dài thì nó rơi khoảng tầm 30 cm. Đấy, chuyên để lọc và thái nhá, cũng bao sắc các bác luôn này. Đây nha, test giấy bác coi luôn này, cũng bao sắc luôn nhá, bao sắc luôn này, con nhìn này. Đấy, đường giấy đi mịn mịn nhá, quá ok luôn. Đấy, bao sắc luôn nhá. Cực kỳ chất lượng. Con này thì cũng không gì phải chê về sản phẩm đâu. Đấy. Chuyên để các bác thái nhá, chuyên để các bác lọc và thái này. Đấy, thử vào bếp là ok, tết nhất nơi rồi, các bác mua sắm rửa em dao dựa về mình làm cỗ bàn tết nhất ok luôn. Con này là con dao thái nhá, lên mã em sẽ là con dao thái cán gỗ nhá, dao thái cán gỗ. Đấy, dao thái cán gỗ. Còn cái con nhỏ thì là con dao gọt hoa quả nhá. Còn con này là con thái cán gỗ. Con này thì hiện tại em đang bán giá thì cũng quá là bình dân luôn. 60.000 nhá, 60.000 thôi. Lên mã em sẽ là dao thái cán gỗ này. Dao thái cán gỗ nhá. Đang gửi bác là 60k cho một cái cây dao thái cán gỗ này, chỉ có 60.000 thôi. Giá rất bình dân mà cũng cực kỳ sắc bén luôn. Rồi tiếp theo thì nhiều bác cũng hỏi là cái con dao chặt thì đây. Hiện tại em vẫn đang có cái dòng đó là con dao chặt 1 cân nhá, con dao chặt 1 cân. Hàng cũng của Nhật này. Đây. Đấy, Murato Made in Japan này. Đấy, rất ok. Con này là nặng là 1 kg nhá, nặng là 1 kg. Phần trên này thì nó làm nhám này, làm nhám để chống dính này. Phần dưới thì là trơn bình thường. Đấy. Dòng này thì bản cực kỳ to rồi, các bác mua về chặt gà, chặt vịt, chặt thịt, chặt xương. Đấy, đặc biệt là các bác đang cuối năm chuẩn bị thịt lợn thì tiếc nhiều. Đấy, những cái con xương ống là bình thường là các bác dùng những con dao chặt bình thường là không để phang đâu, nhưng con này này. Đấy, các bác già các bác cứ phang cho em tẹt bô luôn. Đấy, bao xài bao dùng bác luôn. Đấy, phang tẹt bô luôn nhá. Đấy, hàng của nó sẽ là hàng liền thân này. Tay cầm thì có ốp gỗ 3 đinh tán đồng, cực kỳ xịn. Đấy, con này các bác phang thì chấm hết luôn. Nó nặng 1 cân nên là cái lực phang nó rất là đầm mà nó rất là đi luôn nhá. Đấy. Con này là nặng 1 cân nhá, nặng 1 cân. Đấy, các bác cứ lên mã giúp em sẽ là con dao chặt C1 nhá, nặng 1 kg. Đấy, nặng 1 kg, phang bất chấp, phang tất cả các loại luôn. Xương lợn, xương bò, xương voi, xương hổ, xương tê giác, đầy đủ các loại xương và đặc biệt là các loại xương cứng luôn. Giá của nó sẽ là 220.000 một con. Dao chặt C1 nhá, 220k, và bên em cũng sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. Đấy. Dao chặt C1 nhá, nặng 1 kg nhá, nặng 1 kg. Đấy, nặng đúng 1 kg luôn. Đấy, về các bác cứ cân thử cho em, cực kỳ ngon. Nặng 1 cân luôn nhá. Đấy, cắt chặt cực kỳ đầm tay. Là 220.000 một cây này và bao ship nhá. Đấy, dao chặt C1 nhá, mã của nó sẽ là dao chặt C1. Nói chung con này bán nhiều mà dùng ok mà. Dùng thích mà chất lượng. Đấy. Cho bác đó là cái lọ test nước pH này. Đấy, về các bác dùng để test nước nhà mình nhá. Test nước nhà mình rất là nhạy luôn. Đấy, về các bác kiểm tra xem cái máy lọc nước nhà mình là nó còn hoạt động tốt hay không nhá. Hoạt động tốt hay không thì đây em chỉ luôn cho bác. Đi kèm thì bên em sẽ có gửi kèm thêm cho bác là một cái bảng kiểm tra chỉ số là cái nước nó còn sử dụng hay không. Hiện tại nếu mà nước của bác mà nó về cái màu xanh từ 7.6 này cho đến 10 thì là nước vẫn đang sử dụng tốt, vẫn đang cái độ kiềm vẫn có nhá. Còn là nó từ 7.0 hất về đến 3.0 là nước nhà bác đang rất nhiều axit nhá và uống rất là có hại cho sức khỏe. Đấy thì về cái này thì em nói luôn là về để các bác test cho cái máy lọc nước nhà mình nhá các bác nhá. Chứ còn nhiều bác hỏi là mua về cái này có sửa không nhá, nói luôn là không sửa đâu nhá. Sửa thì các bác phải gọi thợ và các bác xem các bác có thay thế được những cái lõi lọc nhà mình ấy. Có thể là do nó lâu năm lõi lọc nó hỏng rồi là nó không hoạt động tốt nữa thì mình có thể là thay. Đấy, thay đi. Đấy, sắp năm hết Tết đến rồi mình về mình thay nhá. Ok luôn. Về các bác chỉ việc là mở cái nắp này ra, sau đó các bác rõ cho em trực tiếp vào con nước. Các bác lấy một ít nước cái máy nhà mình ấy, lấy cái này các bác rõ trực tiếp vào. Nếu mà nó ra cái màu gì thì các bác so theo cái bảng bên em sẽ gửi kèm cái phiếu này cho bác này. So thêm nó đang ở màu gì, nếu mà nó từ 7.6 hất về thì là nước hiện tại đang ở độ kiềm, độ khoáng ok, sử dụng ngon lành nhá, không có độc tố hay là không vấn đề gì, sức sử dụng tốt nhá. Còn nếu nó về từ 7.0 hất về đến 3.0 này, nước nó về cái mạn màu xanh rồi là cái màu vàng này thì là nước đang nhiều axit nhá, nước là sử dụng rất là có hại luôn. Đấy, thì các bác mua cái bộ này về thì bên em đang bán một cái bộ lọ test nước pH này, giá nó chỉ có là đi giá nó chỉ có 20.000 thôi. Đấy, nó rất là rẻ, nó bình dân nhá, nó chỉ có 20.000 thôi. Đấy, các bác mua về sử dụng, dùng để test lại cái nước nhà mình xem nó còn sử dụng ok không. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái lọ test nước pH nhá. Đấy, test nước pH này. Test nước pH nhá. Giá đang gửi bác là 20k nhá, 20k cho một cái sản phẩm lọ test nước là bao gồm là
một cái lọ này, và bên em sẽ có gửi kèm đó một cái phiếu thẻ màu nữa, đấy là 20k. Đấy, giờ em sẽ ghép đó một cái video thực tế về cái sản phẩm vào để các bác cùng coi này. Đây, và giờ em sẽ hướng dẫn các bác test đi ạ. Mình sẽ rót một ít nước ở cây đậu của nhà mình ra. Và cho quỷ tím vào, gió vài giọt vào. Thì hiện tại máy này đang ra là màu vàng các bác nhé, acid 5.5 đi ạ. Thì nước này không thể uống được. Đấy, các bác lên thay lõi lọc định kỳ đi cho em. Thay lõi lọc RO đi ạ. Nếu các bác mà cứ để như này để uống ấy thì rất chi là có hại cho sức khỏe. Và giờ em tiếp tục em test một cây nữa, cây lọc RO của nhà bên cạnh hàng xóm nhà em. Đấy, giỏ quỳ tím vào. Đấy, thì hiện tại cây này là đang ra được màu trung tính các bác nhá. Thì nước này có thể uống được, không sao. Đấy, cứ theo bằng màu mà dùng các bác nhá. Đây là nước 7.0 đây ạ. Thì giờ em sẽ test thêm một cây nữa cho các bác xem. Thì cây bên cạnh này. Đấy, cũng nhỏ vài giọt quỳ tím vào thôi. Đấy, thì cây này thì độ kiềm đến tận 8.0 các bác nhá. Thì như này là uống rất tốt đây các bác này. Đấy, các bác là nên nhớ là phải thay lõi lọc định kỳ cho em, và phải dùng quỳ tím để test nước xem độ pH nhà mình là bao nhiêu, chứ acid thì không thể uống được các bác nhá. Đấy, bằng màu đây ạ. Cái sản phẩm tiếp theo thì đây, em lên luôn cho bác, đó là cái bộ bản lề 500 nhá. Bản lề này các bác dùng hay dùng cho những cái phần cánh tủ này. Đấy, cánh tủ rồi cánh cửa bếp ấy. Đấy, những cái bản lề 500 cũ nó bị hỏng thì các bác mua về, hoặc là những cái phần cánh tủ nó hay bị đẩy ra thì các bác mua cho em cái bộ này về các bác gắn vào nhá. Thì đây, bộ nó sẽ gồm có là những cái đầu bản lề này đây. Sẽ có cái bộ đầu bản lề dùng rất là tiện luôn. Đây này, tức là về các bác sử dụng cái gói này các bác bóc ra nhá. Bên trong thì sẽ gồm có là đầy đủ cả ốc vít, cả cái miếng dán luôn. Về nếu mà các bác cẩn thận thì các bác mình có thể bắt ốc vít vào, còn không thì về các bác dùng cái miếng dán, các bác dán vào đây cái miếng dán của nó này. Đây, cái miếng dán này. Đấy, thì về các bác dùng cái miếng dán này, các bác dán này. Đấy, cái miếng dán này keo rất là dính nha. Còn không mình có thể lấy ốc vít các bác quát vào nhá. Thì đây, nó sẽ gồm có hai miếng, cái miếng 500 rất là dính nha. Đấy, thấy không? Hai miếng 500 cực kỳ hít luôn. Đó, hai miếng 500 rất hít này. Đó, đấy thì về các bác bắt vào cái phần cánh tủ nhà mình nhá. Một miếng các bác cắt bắt cố định một miếng, và các bác bắt vào cái phần đưa đẩy này. Là khi mà các bác đẩy vào nhá, khi mà đẩy vào thì sẽ cái 500 nó tự động nó sẽ hít vào nhà. Đó, nó sẽ hít vào nhà. Nó hít rất là chặt và hít rất là mạnh luôn. Đó thì báo giá bác luôn nhá. Hiện tại em đang bán là combo là 3 bộ 1 thì giá sẽ là 45.000 nhá. Thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái combo 3 bộ bản lề. Bản lề 500 nhá. Combo 3 bộ bản lề 500. 3 bộ bản lề 500 với giá sẽ là 45k nhá. 45k cho cái combo 3 bộ bản lề 500 nhá. Là bán được một combo là 3 bộ nhá, bên em không bán lẻ đâu. Đấy, vì giá rất là rẻ. Đấy, bán được các bác là cả 3 bộ luôn. Là một combo 3 bộ nha. Là 45.000 nhá. Đấy, về những cái phần cánh cửa tủ, cánh tủ ra. Đấy, nó hay đẩy ra, các bác mua này về thì nó các bác đẩy vào nó sẽ hít chặt luôn, nó sẽ giữ. Đương nhiên là cánh tủ nó bị trôi ra rồi, những cái phần cánh tủ, cánh ngăn kéo dùng rất là tiện. Đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này đây. Đấy, về các bác lắp đặt này. Đấy, các bác chỉ việc ấn vào cái là tự động là nó sẽ hít vào rất là chặt luôn. Đấy, đây. Đó, thấy không? Đấy, có thể là cho những cái cửa tủ lùa được luôn này, cửa tủ đẩy này, cửa ngăn kéo này. Đấy, cánh tủ ngăn kéo này cũng ok luôn nhá. Nó cái này nó dễ dàng lắp đặt và dễ dàng sử dụng lắm, nói chung là dùng rất là hay. Nếu như nhà bạn đây. Đang gặp trường hợp tủ ngăn kéo đóng không được fit như thế này thì có thể tham khảo ngay chiếc 500 thử tính này. Chỉ với 2 miếng 500 nhỏ gọn, lắp đặt dễ dàng, chỉ cần dán lên bề mặt là có thể sử dụng được, phù hợp với mọi loại cánh tủ, cửa và ngăn kéo. Lực hút của loại 500 thử tính này thì vô cùng mạnh, vậy nên bạn không cần phải lo về việc tủ, cửa, ngăn kéo nhà mình đóng không được fit nữa rồi phải không nào? Đấy, các bác thấy không, chỉ việc là về mình dính vào, sau đó là các bác ấn vào cái là tự động là đến gần cái phần 500 nó sẽ hít chặt vào luôn. Đó, thấy không, nó sẽ hít chặt vào, nó không bị đẩy nữa các bác nhá. Nó dùng rất là hay. Đó, thấy không, nó hít rất là chặt luôn. Đấy, thấy không, đấy, lực hút cực kỳ mạnh nhá, lực hút rất mạnh. Đó, thì hiện tại em đang bán một cái combo 3 bộ. Combo 3 bộ bản lề thì giá sẽ là 45k nhá. 45k cho một cái combo 3 bộ bản lề. Thì cứ lên mã em sẽ là bản lề 500 nhá. 3 bộ là 45k. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái con bóng LED 16W này. Về các bác sử dụng dùng để thắp sáng này, rồi rất là hay luôn. Đấy, bóng LED 16W nhá. Con này nó có nhiều cái chế độ màu khác nhau nhá, nhiều chế độ màu khác nhau đây. Nó là dạng bóng LED dài dài này. Đuôi của nó sẽ là đuôi xoáy nhá. Đấy, công suất của nó sẽ là 16W các nhá, 16W này. Nó là dòng bóng LED nhá.
và nó có hai màu, à nó có ba cái chế độ màu, là một chế độ màu ánh sáng trắng này, một chế độ ánh sáng màu vàng này, và một chế độ là ánh sáng hỗn hợp cả trắng cả vàng lẫn lộn nhá, dùng rất hay luôn. Các bác nhìn cái phần chân này. Đấy, chân của nó sẽ là chân thân nhôm. Đấy, thiết kế thân nhôm nên là nó cho ra, nó khi mà bóng nó nóng nó tản nhiệt rất là tốt, mà nó tăng được tuổi thọ của cái sản phẩm lên. Đấy, thì em báo giá luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái bóng LED 16W nhá. Đấy, bóng LED 16W bên em đang bán một cái quả bóng LED 16W 3 chế độ màu nha. Với giá sẽ là đi 30.000 thôi. 30k nhá, 30k. Đấy, 30k cho một cái con bóng LED 16W này, 30k nhá. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái bóng LED 16W nhá, là bên em biết ngay là mã bóng gì luôn. 16W nhá, là 30.000 một quả nha. Đây em sẽ test các bác coi về cái sản phẩm này. Con này nó sử dụng cái đuôi sẽ là đuôi xoáy nhá. Đấy thì về các bác có những cái đuôi xoáy để về các bác lắp vào. Đấy, lắp đặt vào sau đó các bác cắm trực tiếp vào nguồn 220 là các bác xài thôi. Đây là các bác ơi, đây này em sẽ test các bác coi nha, đây này. Đấy các bác bật đầu tiên, lần tiên thì nó sẽ ra ánh sáng màu trắng này. Đấy, bật phát nữa này. Đấy, nó sẽ ra ánh sáng màu vàng nhá. Bật phát nữa này là nó sẽ hỗn hợp cả trắng cả vàng này. Đấy, em sẽ quay sát các bác coi. Đấy, đầu tiên là một cái dãy màu ánh sáng trắng nó lên nhá. Bật đi tắt lên này. Đấy, thì nó sẽ ra một cái dãy ánh sáng màu vàng này. Đấy, các bác bật một lần nữa này. À, tắt một lần nữa các bác bật lên này. Đấy, nó sẽ ánh sáng màu trắng cả vàng lẫn lộn. Đấy, nói chung là phù hợp trong rất nhiều hoàn cảnh, ví dụ như ánh sáng màu trắng mình dùng để thắp sáng này. Ánh sáng màu vàng này các bác dùng để học tập này, rồi là làm việc này. Đấy, cần ánh sáng màu vàng hơn, nhìn nó thật mắt này. Đấy, rồi là cái ánh sáng hỗn hợp thì mình sử dụng trong đa chức năng. À, trong rất nhiều hoàn cảnh với nhau nhá. Đấy thì về các bác xài cho mấy con bóng này, nói chung là rất là tiện dụng, rất đa dụng nhá. Mình chỉ việc tắt đi, mình bật lại là nó sẽ chuyển tự động, nó sẽ chuyển về cái chế độ khác các bác nhá. Rất hay luôn. Đó, sản phẩm này hiện tại bên em đang gửi bác giá sẽ là 30.000 một quả nhá. Bóng thì công suất sẽ là 16W nhá, sử dụng đuôi xoáy và dùng điện là điện 220. Đấy, lên mã em sẽ là cái ánh sáng cái bóng đèn 16W nhá. Đấy, bóng đèn 16W đang gửi bác là 30k một quả thôi, 30.000 một quả nha. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng, đó là cái cây kéo cắt cành của Nhật này. Lên mã em sẽ là cái cây kéo cắt cành hộp kính nhá, kéo cắt cành hộp kính. Đấy, vì cái hộp của nó là cái hộp dạng nhựa kính thì em lên luôn mã sẽ là kéo cắt cành này, kéo cắt cành hộp kính nhá các nhá, kéo cắt cành hộp kính. Đấy, con này thì tại bên em đang có giá là 70k một cây nhá, 70k cho một cây kéo cắt cành hộp kính nhá. Con này thì về các bác cắt cành cắt kiếc rồi là các bác sử dụng này. Đấy, dùng bắt đầu đang dịp Tết nhất các bác, mình gần Tết mình dùng để chăm sóc mấy cái cây cảnh các thứ nhà mình. Đấy, dùng để chơi Tết này. Cắt cây đào, cây mai, cây quất ok luôn nhá. Đây một cây kéo cành cực kỳ xịn sò chắc chắn này. Đấy. Hàng rất ok. Cái con này nó cái phần mở khóa rất hay, là các bác chỉ việc bấm mạnh cái là tự động cái phần khóa nó sẽ đẩy ra nhá, rất ok luôn. Đây này. Đấy, có phần lò xo trợ lực này. Đấy, khóa hãm đầy đủ các bác, về các bác xài luôn rất ok. Đấy, rất là ngon này luôn. Lên mã em sẽ được cây kéo cành hộp kính nhá. Con này thì bao sắc bao dùng bác luôn, về các bác cứ dùng. Đấy, không sắc không lấy tiền bác luôn. Cực kỳ sắc bén nhá. Hàng của Nhật. Đấy, Japan Technology, rất là xịn sò, hàng nội địa Nhật nhá. Cực kỳ ngon này luôn. Đấy, cái phần kéo nó mở ra khá là rộng, các bác cắt những cành to ok luôn nhá. Đấy, kéo cực kỳ khỏe, rất sắc bén nhá. Kéo cắt cành hộp kính nhá, 70k. Đấy, các bác chuyên dùng để các bác cắt cành, tỉa cành những cây cảnh các thứ nhà mình ok luôn. Sử dụng vườn tược là ngon này luôn nhá. 70k cho một cái cây kéo cắt cành hộp kính này, mới keng nguyên hộp luôn. Đấy, mới keng nguyên hộp. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái này là cái đầu tưới cây tự động này. Lên mã sẽ cái bộ đầu tưới cây tự động nhá, cái này rất là hay. Đấy, các bác mua về sử dụng nhá. Thì đây một bộ nó sẽ gồm có là một cái đầu này này. Đấy, một cái đầu này. Đấy, đi kèm với lại cái van này nữa. Đấy thì về các bác lắp vào nhá, lắp vào đây, lắp đúng như này chưa. Đấy, nó có cái lỗ cắm này, các bác cắm vào đây. Đấy, và cái phần này các bác cho cái chai nước vào đây. Các bác lấy cái chai nước nào được, các bác xoáy cho cái chai nước này vào này, xoáy cho em cái chai nước vào, xoáy vào đấy. Sau đó là các bác mở cái van này ra. Ở đây nó có cái van điều chỉnh này, cái van này là cái van điều chỉnh nước chứ, van điều chỉnh áp nước nó ra nhiều ít thì các bác điều chỉnh cái van này. Còn là cái phần này là các bác lắp những cái chai nước, ví dụ chai Coca, chai Pepsi, chai to, chai lớn, chai Lavi. Cái này nó là cái gen phổ thông nhá. Những cái chai nước hiện nay ở thị trường là nó lắp vào được hết luôn. Đấy, rất ok luôn. Về các bác cắm trực tiếp vào đất này, sau đó bên trên này cái chai nước ở cái phần đít chai thì các bác cắm cho mấy cái kim vào là các bác xài thôi, rất là hay luôn. Đó, cái này là cái tưới cây nhỏ giọt các nhá. Đó thì các bác lên mã giúp em sẽ là cái vòi, cái này là cái bộ vòi tưới cây nhỏ giọt nhá. Đấy, về các bác lắp vào cho cái chai nước đây, các bác cắm đất và các bác điều chỉnh cái van này, nước nó sẽ ra theo nhu cầu nhá. Đặc biệt ví dụ các bác hay đi xa nhà hay đi công tác lâu ngày, các bác không để ở nhà chăm sóc cây cối được thì các bác mua cho em cái này về cắm trực tiếp với cái gốc cây. Đấy, bơm thêm ít nước vào cái chai nữa là các bác cắm xuống là các bác xài thôi. Nó ra nó rất là từ từ nhá, mà nó lúc nào cây cối nó có nước nó cũng xanh tươi ok luôn. Đấy, thì hôm nay em xả kho luôn cái mã này nhá.
Em bán cả một lỗ 10 cái luôn nhá, không bán lẻ nhá, bán cả lỗ 10 cái luôn thì sẽ có giá là đi lên mã em sẽ cái combo 10 cái đầu tưới nhá, combo 10 đầu tưới thì sẽ có giá là đi 50.000 thôi các bác nhá. 50k trong một combo 10 đầu tưới cây tưới nhá. Đấy. Còn nếu mà các bác muốn mua lẻ, em cũng có bán lẻ bác luôn. Bán lẻ thì bên em đang bán lẻ một cái đầu tưới như này thì sẽ là 10.000. Còn các bác mua cả combo giá nó sẽ tốt hơn. Mua cả một combo 10 đầu như này chỉ có 50.000 thôi. Giá rất là tốt. Đấy, rất là hay. Đây. Các bác cùng xem một cái video thực tế về sản phẩm này. Đây nhá. Cái bút lấy dấu bằng đồng này, đấy cái bút này về các bác chuyên dùng để các bác lấy dấu nhé. Đấy, mỗi lần ví dụ các bác khoan đục, các bác muốn lấy dấu một cái vị trí cho nó chính xác, chuẩn xác nhá, nó không bị lệch, xô dịch không bị lệch. Đấy, các bác mua cho em cái cây lấy dấu này về dùng rất tiện luôn. Cái cây lấy dấu này thì nó có thể lấy dấu trên mọi vật liệu luôn. Đấy, như là kim loại này, sắt, thép này, rồi là đồ gỗ, sành sứ thứ cho em được tất luôn nhá. Chất liệu toàn bộ bằng đồng thau. Đấy, phần này là nó dạng lõi thép nhá. Đấy, nó bắn cực kỳ khỏe luôn và nó in cái lốt lên rất là rõ luôn nhá. Đấy, và thậm chí các bác có thể dùng cái cây này các bác dùng để phá kính được luôn. Đấy, bắn rất khỏe nhá. Nó đi lên mã em sẽ cái cây lấy dấu. Đó, em báo giá luôn. Bữa trước cây này bên em đang bán là 50.000. Nên em về đó mức giá rất dễ mua luôn, chỉ cần có 30k một cây nhá. 30k một cây thôi. Lên mã cho em sẽ là cái cây bút lấy dấu nhá. 30k một cây. Đây em sẽ lấy thử lấy test cho bác coi này. Đây nhá, em đang có cái bề mặt đây, em lấy thử dấu cho bác coi nhá. Đấy, con này thì rất là dễ dàng thôi, các bác chỉ việc ấn mạnh này, ấn mạnh chưa? Đấy, là kiếm cái tạch cá được. Đấy, đây em đang lấy vừa lấy ba cái dấu, mình nhìn ba cái dấu luôn này. Đấy, rất rõ ràng luôn nhá. Đó, về ví dụ các bác muốn khoan đục một vị trí nào đó thật là chính xác thì các bác ấn cho em một cái. Đấy là nó sẽ tạo thành một cái dấu luôn. Đây, lấy lại phát nữa này. Đây. Đấy, thấy không? Nó kêu cái tạch tạch cái đấy, có nhìn này. Đấy, em lấy mấy dấu đây hết này. Đó, 5-6 dấu đây hết luôn nhá. Đó, chẳng chỉ bằng cái cây bút lấy dấu rất là nhẹ nhàng tình cảm thôi. Các bác cứ ấn mạnh cái là tự động là nó sẽ lấy dấu vào luôn. Đó, ok luôn. Đó thì em đã test thực tế cây bút lấy dấu này rồi các bác nhá. Giá của nó thì hiện tại đang giảm giá, giá rất tốt luôn. Đấy, giá gần như là giá tốt nhất thị trường nhá. 30.000 một cái cây bút lấy dấu nhá. 30.000 một cây. Tiếp theo thì đây lên luôn cho bác mã hàng đó là cái lô bóng đèn 3W nhá. Lên mã em sẽ cái lô bóng đèn 3W nhá. Đấy, bóng đèn 3W này. Đấy, rất là xịn sò, ok luôn. Đây, bóng đèn 3W nhá. LED 3W này. Bên em thì hiện tại đang có hai màu là màu trắng và màu vàng, thì các bác lấy màu nào thì báo cho em nhé, màu trắng và màu vàng. Dòng này thì nó sử dụng điện 220, công suất của nó thì nó chỉ có 3W, rất là nhỏ gọn. Các bác có thể lắp ở cầu thang này, nhà vệ sinh này, đường đi lối lại này, ví dụ những cái nơi nào mà các bác không cần quá nó sáng, đấy, gọi là ánh sáng vừa vừa thôi, nó đủ dùng thôi. Mà thứ hai là dùng cái này là nó an toàn, mà thứ hai nó tiết kiệm điện nhá. Đấy, căn bản nó tiết kiệm điện, mình có thể là thắp qua đêm cũng thoải mái luôn vì nó có 3W thôi. Đấy, các bác thắp nó rất là tiết kiệm điện luôn. Mà 3W thôi nhưng mà khá là sáng nhá. Đấy, 3W thôi nhưng mà khá là sáng đấy. Các bác thắp ở cầu thang, đường đi lối lại các thứ rất ok luôn. Đấy. Báo giá bác luôn nhá. Lên mã giúp em sẽ là sản phẩm là cái bóng đèn 3W nhá. Bóng 3W này, bóng 3W bên em đang gửi bác là 10.000 một quả này, 10k một quả nhá. Đấy, bên em sẽ có hai màu là màu trắng và màu vàng, các bác lấy màu nào báo như em nhé. Đấy, màu trắng màu vàng bằng giá nhau luôn, là 10.000 một quả nhá. Lên mã với em sẽ là bóng đèn 3W nhá. Đấy, bóng đèn 3W 10.000 một quả nhá. Đấy, đây công suất 3W, sử dụng điện 220, đuôi sẽ là đuôi xoáy nhá.